lần đầu tiên cho phép tôi được thay mặt ban tổ chức xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các vị khách quý, quý quan khách đã đến tham dự chương trình với chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị đại biểu và các vị khách quý, nhằm hỗ trợ các tổ chức và các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực xúc tiến thương mại thông qua việc ứng dụng nền tảng số trong hoạt động kinh tế, thương mại, đặc biệt trong tình hình dịch bệnh COVID-19 hiện nay, Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức lớp tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại thông qua ứng dụng công nghệ thông tin. Chương trình giúp doanh nghiệp nắm bắt được những cơ hội, thách thức, từ đó đưa ra các giải pháp xúc tiến thương mại trên nền tảng số, nâng cao hiệu quả hoạt động trong kinh doanh, phát triển thị trường, tiếp cận được khách hàng tiềm năng. Đến tham dự chương trình, ban tổ chức xin trân trọng giới thiệu các vị khách quý. Về phía Cục Xúc tiến Thương mại, tôi xin trân trọng giới thiệu bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại, Bộ Công Thương. Về phía diễn giả, tôi xin trân trọng giới thiệu ông Nguyễn Thiên Phúc, Thạc sĩ, Giám đốc Kinh doanh và Vận hành Innovative Hub Việt Nam. Bà Nguyễn Phương Thảo, Thạc sĩ, Giám đốc Kinh doanh Công ty Velojet Việt Nam thuộc tập đoàn chính Velojet Hồng Kông. Bà Chui Cho, chuyên gia thương mại điện tử, Tổng Giám đốc Công ty Innovative Hub Singapore. Sau đây tôi xin kính mời bà Bùi Thị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương có bài phát biểu chào mừng hội nghị. Kính mời bà. Kính thưa đại diện các đơn vị, các trung tâm xúc tiến thương mại, hiệp hội ngành hàng và đặc biệt là đại diện các doanh nghiệp đã tham dự tại đầu cầu trực tiếp và trực tuyến của chương trình hội thảo ngày hôm nay. Thưa quý vị, đầu tiên thay mặt lãnh đạo Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương, tôi xin gửi lời nhiệt liệt chào mừng đến toàn thể các quý vị đã tham dự buổi tập huấn nâng cao năng lực xúc tiến thương mại thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin ngày hôm nay. Thưa quý vị đại biểu, chúng ta có thể thấy rằng trong diễn biến tình hình kinh tế mới, với sự phát triển của cách mạng công nghệ, đặc biệt là hơn nữa cái tác động của dịch COVID-19 trong thời gian vừa qua, thì việc thực hiện các hoạt động sản xuất, kinh doanh, xuất khẩu cũng như các hoạt động xúc tiến thương mại truyền thống của doanh nghiệp như các cái đơn vị chuyên môn trở nên khó khăn hơn rất là nhiều. Việc ứng dụng các hình thức xúc tiến thương mại truyền thống hầu như không thể thực hiện được trong cái bối cảnh hiện nay. Doanh nghiệp chúng ta cũng không thể đi sang gặp gỡ trực tiếp những cái đối tác nước ngoài. Chính vì vậy, làm thế nào để tận dụng được những cái ứng dụng công nghệ thông tin, từ đó giúp chúng ta vượt qua những cái khó khăn và nâng cao hiệu quả xúc tiến thương mại của doanh nghiệp, nâng cao hoạt động xuất khẩu của doanh nghiệp là việc hết sức cấp thiết và phù hợp theo xu hướng chung của toàn cầu. Với tinh thần như vậy thì Cục Xúc tiến Thương mại Bộ Công Thương tổ chức buổi tập huấn ngày hôm nay với hy vọng rằng qua phần trình bày của các chuyên gia là những người đã có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động trong việc những cái lĩnh vực này và cung cấp các cái dịch vụ hỗ trợ trực tuyến trong cái công tác xúc tiến thương mại, kết nối giao thương cũng như là các cái công cụ hỗ trợ về thanh toán, thì các doanh nghiệp chúng ta sẽ có được thêm những cái thông tin rõ hơn về cái ứng dụng cụ thể về công nghệ thông tin cho các hoạt động của mình, từ đó có biện pháp để tối ưu hóa mô hình hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Và chúng tôi cũng hy vọng các anh chị doanh nghiệp tham gia buổi tập huấn ngày hôm nay cũng có cơ hội trao đổi trực tiếp những chia sẻ cũng như là những thắc mắc của mình để có thể là phát triển cái hoạt động của doanh nghiệp dựa trên nền tảng ứng dụng công nghệ thông tin trong thời đại số hiện nay. Với tinh thần như vậy thì tôi xin kính chúc chương trình tập huấn của chúng ta thành công, chúc các diễn giả sẽ thuyết trình tốt nhất và các doanh nghiệp chúng ta sẽ tiếp thu được nhiều thông tin hiệu quả từ chương trình. Và chúng tôi cũng mong qua cái cơ hội này các anh chị doanh nghiệp sẽ có cơ hội tương tác trực tiếp với các diễn giả để chúng ta thể làm rõ và chúng ta chia sẻ kinh nghiệm và chúng ta đưa cái đó vào thực tế hoạt động của doanh nghiệp mình.
Ngoài ra thì nhân đây tôi cũng xin thông báo với các anh chị là trong chuỗi hoạt động đào tạo kết nối giao thương cũng như hoạt động xúc tiến thương mại do Cục Xúc tiến Thương mại tổ chức, thì vào ngày 1 tây tháng 10, thứ năm tuần này, thì Cục Xúc tiến Thương mại cũng tổ chức một buổi chương trình giao thương trực tuyến giữa doanh nghiệp Việt Nam và các doanh nghiệp thuộc khối Mercosur của Nam Mỹ. Thì chúng tôi cũng thông báo tất cả những cái thông tin chương trình trên fanpage của Cục Xúc tiến Thương mại. Các anh chị doanh nghiệp quan tâm đến thị trường này có thể đăng ký tham gia. Và cuối cùng, xin chúc sức khỏe toàn thể quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin trân trọng cảm ơn bà. Vâng, trước khi đi vào nội dung chính, tôi xin điểm qua nội dung chương trình ngày hôm nay như sau. Đầu tiên là phần trình bày về xu hướng hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường nền kinh tế số, do ông Nguyễn Thiên Phúc trình bày. Tiếp theo là phần hỏi và đáp liên quan. Theo sau là phần trình bày liên quan đến xu hướng thanh toán trực tuyến trên thế giới và Việt Nam hiện nay, do bà Nguyễn Phương Tảo trình bày. Tiếp theo là phần chia sẻ về nội dung kinh nghiệm thực tế của Singapore ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại của bà Joey Cho, chuyên gia thương mại điện tử Singapore. Cuối cùng sẽ là phần hỏi đáp liên quan đến nội dung trên. Sau đây, ban tổ chức mời ông Nguyễn Thiên Phúc trình bày nội dung xu hướng hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường nền kinh tế số. Xin trân trọng kính mời ông. Để mở đầu cho buổi thuyết trình của tôi ngày hôm nay, trước hết tôi xin trân trọng cảm ơn Cục Xúc tiến Thương mại đã tạo cơ hội cho tôi để có một buổi trao đổi với trực tiếp và trực tuyến với các anh chị doanh nghiệp. Đầu tiên thì tôi xin kính chào chị An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại và toàn thể quý vị đại biểu có mặt ở đầu cầu trực tiếp và cũng như đầu cầu trực tuyến ngày hôm nay. Thì nội dung chính của tôi thì bao gồm có 3 phần. Phần đầu tiên thì tôi xin chia sẻ về cái xu hướng hoạt động xúc tiến thương mại trên môi trường kinh tế số. Phần thứ hai tôi sẽ đi vào cái phần cơ hội và thách thức của doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam. Và cuối cùng là những tình huống thực tế mà chúng tôi đã và đang tiếp tục hỗ trợ các doanh nghiệp trong cái việc mà chuyển đổi nền kinh tế số. Phần đầu tiên, xu hướng hoạt động xúc tiến thương mại trên nền kinh tế số bao gồm hai phần chính. Phần thứ nhất là sự cần thiết. Tôi xin đề cập đến sự cần thiết của việc ứng dụng cái nền tảng công nghệ thông tin trong công tác xúc tiến thương mại và cái sự thay đổi của cái chuỗi cung ứng theo nước số hóa và cái cách mà doanh nghiệp họ tìm kiếm cái nguồn hàng trong cái thời đại kinh tế số cũng như là trong cái thời kỳ dịch bệnh đang hoành hành. Trước khi đi vào nội dung chính thì cũng xin điểm lại một số cái cách thức hoạt động trong cái việc xúc tiến thương mại truyền thống. Thì như các anh chị đại biểu cũng đã từng biết thì cái việc xúc tiến thương mại thì có nhiều hình thức. Một trong những hình thức chính là cái vấn đề mình sẽ tham gia vào những cái hội chợ triển lãm truyền thống. Thì đầu tiên, để mà tham gia vào cái hội chợ triển lãm thì anh chị cần phải chuẩn bị thuê những cái mặt bằng và gian hàng. Đầu tiên là chúng ta phải thuê và gian hàng, chúng ta phải bỏ chi phí và chúng ta phải có những chi phí phát sinh, ví dụ như là về cái phương tiện di chuyển, vận chuyển hàng hóa đến những cái quốc gia khác mà chúng ta có cơ hội tổ chức về cái triển lãm. Và một số chi phí khác, ví dụ là chi phí phát sinh về khách sạn cho đoàn của chúng ta để mà chúng ta có thể hoàn thành tốt cái việc triển lãm của chúng ta. Thì vô hình chung cái chi phí này trong thời điểm hiện tại cũng khá là cao cho một số cái doanh nghiệp vừa và nhỏ. Một cái hình thức tiếp theo trong cái việc kinh doanh truyền thống là chúng ta phải có một số cái cửa hàng. Chúng ta có thể tạm gọi là những cửa hàng offline, cửa hàng truyền thống. Thì cái việc mà kinh doanh trên những cái nền tảng và cửa hàng truyền thống như thế này thì sẽ có phát sinh một vấn đề. Thứ nhất là vấn đề về chi phí bán lẻ. Chi phí bán lẻ bao gồm chi phí thuê mặt bằng và chi phí chúng ta phải thuê nhân sự để quản lý cái gian hàng đó. Đồng thời, nếu mà hàng hóa chúng ta nhiều và tiêu thụ không kịp thì chúng ta cũng phải có cái chi phí kho bãi, lưu kho. Và để mà có thể đo lường và kiểm soát được cái lượng khách hàng cũng như đối tượng và mục tiêu khách hàng mục tiêu chúng ta cũng khó có thể mà chúng ta có thể kiểm soát được ở những cái gian hàng truyền thống của chúng ta. Và ngoài ra cái việc mà thu thập dữ liệu khách hàng cũng sẽ gặp rất là nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp trong cái việc kinh doanh truyền thống. Tiếp theo, để mà cái việc kinh doanh truyền thống có thể hoạt động tốt thì ngoài cái việc chúng ta có gian hàng, chúng ta tham gia vào cái hội chợ triển lãm
thì chúng ta cũng phải có những cái chi phí để mà xúc tiến cái việc quảng cáo. Thì chúng ta có thể quảng cáo trên báo đài, chúng ta có thể quảng cáo trên những banner xuất hiện ở những cái khu vực trắc địa. Thì chúng ta có đặt ra cái câu hỏi là cái chi phí này có thực sự hiệu quả hay không? Cái đối tượng mà chúng ta nhắm tới họ có thực sự xem được và nghe được những cái quảng cáo của chúng ta hay không? Và cái chi phí thực sự có hiệu quả khi mà chúng ta quay về cái vấn đề là return on investment như thế nào? Và cái việc xúc tiến thương mại trên nền tảng số và ứng dụng công nghệ thông tin thì nó cũng không quá xa lạ, nhưng mà nó đặc biệt nổi trội vào những thời điểm gần đây do cái đại dịch Covid xuất hiện. Và các doanh nghiệp dường như họ bị bế tắc trong cái việc tiếp tục thực hiện các việc xúc tiến thương mại truyền thống như là chúng ta tham gia cái hội chợ. Tại vì như các quý vị cũng biết là cái tình hình giãn cách xã hội của một số quốc gia và cái việc tất cả các chuyến bay đều bị hủy trong thời gian vừa rồi thì cũng đã ảnh hưởng rất là nặng nề tới cái việc xúc tiến thương mại truyền thống. Thì một trong những cái hình thức xúc tiến thương mại là chúng ta, các doanh nghiệp bây giờ họ lại có xu hướng họ chuyển lên, họ tích cực tham gia vào cái việc kinh doanh số, đặc biệt là họ tìm hiểu về rất nhiều cái thông tin về các vấn đề, thứ nhất là về thương mại điện tử, đặc biệt thương mại điện tử B2B, và họ tích cực tham gia ứng dụng vào các việc xúc tiến thương mại trực tuyến. Nhiều các anh chị cũng thấy một trong những cái ví dụ là trong quý vừa rồi ấy, thì một trong những cái nền tảng thương mại B2B lớn nhất trên thế giới họ cũng tổ chức cái tuần lễ về vinh danh hàng Việt Nam, và họ tích cực mời các doanh nghiệp họ tham gia live stream quảng bá trực tiếp sản phẩm của mình trên cái nền tảng thương mại điện tử B2B lớn nhất thế giới này. Thì trên hình ảnh các quý vị thấy là có một số cái doanh nghiệp Việt Nam đã họ cũng đã tham gia và mang lại một số cái hiệu quả tích cực, và họ thu hút được cái lượng truy cập khá là lớn thông qua cái chương trình live stream như thế này trên những cái nền tảng thương mại. Để tiếp nối cho cái phần sự chuyển đổi về cơ cấu chuỗi cung ứng, tôi không muốn đi sâu và quá nhiều vào cái cơ cấu chuỗi cung ứng mà chỉ muốn nói đến cái vấn đề là cái xu hướng của các nhà nhập khẩu, những cái người mua hàng, cái cách họ tìm kiếm sản phẩm, cái cách họ lựa chọn sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử như thế nào. Việc đầu tiên thì các anh chị doanh nghiệp, các quý vị đại biểu cũng có thể thấy được, trước đây khi mà chúng ta tìm hiểu về một cái sản phẩm, chúng ta muốn tìm hiểu về một số thông tin thì đa phần chúng ta sẽ vào những cái công cụ tìm kiếm. Những công cụ tìm kiếm trước đây có thể điểm qua, ví dụ như là Google Search hay là Yahoo Search. Thậm chí họ tìm kiếm về cái dòng sản phẩm hay dịch vụ họ muốn mua, họ cũng sử dụng những cái công cụ search này để họ tìm kiếm. Tuy nhiên, cái xu hướng bây giờ họ lại có một sự thay đổi rất là rõ rệt. Một số cái nhà nhập khẩu, một số nhà mua hàng thì họ đã hiểu biết khá nhiều về một số cái nền tảng thương mại điện tử. Ví dụ có thể điểm qua là những cái nền tảng thương mại điện tử nội địa như là Shopee, Lazada, Tiki. Thì các doanh nghiệp họ có nhu cầu mua hàng thì họ vào trực tiếp vào cái nền tảng đó, họ vào tìm kiếm cái sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ. Thì cái việc mà các nhà nhập khẩu ở các nước bạn thì họ cũng vào trong một trong những cái nền tảng thương mại điện tử B2B lớn nhất thế giới, họ cũng sẽ tìm kiếm về sản phẩm của họ thay vì họ tìm kiếm thông qua những cái cụ sở. Thì có một cái thống kê cơ bản là hiện giờ có tới 65% cái xu hướng người tiêu dùng, những nhà nhập khẩu họ lại vào thẳng cái nền tảng họ tìm kiếm, và 55% vẫn tiếp tục tìm kiếm trên những công cụ search. Một số cái thông tin nữa để cung cấp cho các quý vị đại biểu có thể thấy được là cái xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trong cái việc xuất nhập khẩu đã phát triển đến mức rất là cao điểm trong cái thời gian vừa rồi, đặc biệt là từ lúc đại dịch Covid xuất hiện. Thì các anh chị và quý vị đại biểu có thể thấy được là theo cái thống kê của một trong những cái nền tảng thương mại điện tử B2B thì họ có thống kê là hiện nay có tới 49% các chủ doanh nghiệp và những người mua hàng họ rơi vào những cái độ tuổi từ 18 cho đến 35 tuổi. Thì độ tuổi này khá là trẻ, và cái việc họ tiếp thu, họ bắt được cái xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin trên thế giới đang rất là tốt. Một số thông tin nữa, ví dụ như trong 12 tháng vừa rồi thì cái tỷ lệ truy cập vào những cái nền tảng thương mại điện tử B2B thì họ tăng rất là đột biến, lên tới 42%. Cũng một phần do lý do là họ không thể tìm kiếm được những cái nguồn cung ứng truyền thống nữa, do vấn đề về dịch, vấn đề về giãn cách xã hội, thì họ lại có xu hướng chuyển dịch vào hết
những cái trang thương mại điện tử để họ tìm. Cho nên cái lưu lượng truy cập đã tăng vượt bậc lên tới 42%. Và đặc biệt là có tới 84% cái lượng truy cập lại đến từ những cái thiết bị điện thoại di động. Tại vì smartphone, điện thoại di động bây giờ đang những cái tính năng của họ rất là tốt và những cái giao diện của họ cũng rất thân thiện. Đồng thời cái màn hình cũng đã rất là to hơn rồi. Thì họ có thể giao diện trực tiếp ở trên đó mà không phải sử dụng laptop bình thường nữa. Một số các thông tin bổ sung thêm để mà đẩy mạnh cái việc xuất khẩu từ phía chính phủ. Có thể điển hình qua, thứ nhất là cái tác động của Hiệp định Thương mại, của Hiệp định Đối tác và Toàn diện Tiến bộ Thái Bình Dương, chúng ta gọi là CPTPP ấy. Tôi không muốn đi quá sâu vào cái hiệp định này, mà chỉ muốn nhấn mạnh cho các quý vị đại biểu thấy được khi mà Việt Nam tham gia vào cái hiệp định này á, thì có top 5 cái mặt hàng Việt Nam có thế mạnh và xuất khẩu. Thứ nhất, các anh chị, quý vị đại biểu cũng có thể thấy được là đầu tiên là cái mặt hàng về dệt may, tiếp theo là giày dép, thứ ba là điện tử, thứ tư là thủy sản và cuối cùng là đồ gỗ. Thì những mặt hàng này đều là những mặt hàng có thế mạnh ở Việt Nam trong cái việc xuất khẩu. Trong tháng 8 vừa qua thì chúng ta cũng đã hoàn thành xong và chúng ta đã ký kết thành công cái hiệp định EVFTA, thì cũng đã tác động rất mạnh mẽ vào cái vấn đề xuất khẩu của Việt Nam. Thì những cái ngành hàng được miễn thuế hoặc đưa thuế xuất về bằng không thì có thể điểm qua. Thứ nhất là sản phẩm ở cà phê, thứ hai là sản phẩm về túi xách, ví, da, và thứ cho các doanh nghiệp Việt Nam nhiều nhất. Tiếp theo là những thị trường Canada, Úc và Malaysia lại là những thành viên của Hiệp định CPTPP, và Đức và Áo là các thành viên của Hiệp định EVFTA. Tiếp theo tôi cũng muốn chia sẻ với các quý vị đại biểu về cái tình hình xuất nhập khẩu của thị trường Việt Nam. Như các quý vị đại biểu cũng thấy được là từ tháng 1 năm 2020 thì chúng ta phải đối mặt với cái đại dịch Covid, và đến tháng 5 năm 2020 thì cái tốc độ về phục hồi của thị trường Việt Nam đã bắt đầu tăng trưởng trở lại từ 18 tỷ đô và tăng trưởng lên tới 24 tỷ đô. Có nghĩa là trong thời kỳ dịch bệnh xảy ra thì cái tình hình về nhập khẩu của Việt Nam vẫn không hề suy giảm. Nói về tình hình xuất khẩu theo hàng năm thì cái giá trị xuất khẩu tính theo từng tháng của Việt Nam cũng tăng trưởng khá là ổn định. Quý vị đại biểu có thể thấy được là cái đường line màu đỏ đó, thì có thể thấy được xu hướng Việt Nam tăng trưởng khá là tốt so với các nước, ví dụ như nước Mỹ, Nhật và các nước ở châu Âu. Nếu mà so sánh về top 10 ngành hàng xuất khẩu nhiều nhất trong quý 1 năm 2020 và so với cùng kỳ năm ngoái ấy, thì quý vị đại biểu có thể thấy được là cái tốc độ tăng trưởng của xuất khẩu Việt Nam cũng không hề giảm. Có một số ngành hàng tăng trưởng khá là mạnh mẽ hoặc là bằng với lại cái cùng kỳ năm ngoái. Thì nhìn chung lại là do chính phủ của chúng ta kiểm soát dịch bệnh khá tốt, cho nên cái vấn đề về xuất nhập khẩu, vấn đề về thương mại và tốc độ tăng trưởng Việt Nam cũng không có giảm đi. Có nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam họ tích cực, họ tham gia, họ tìm kiếm những cái định hướng đi khác. Họ thông qua những nền kinh tế số, những cái thương mại điện tử để mà họ tiếp tục thúc đẩy phát triển cái việc xuất khẩu của họ ngày càng mạnh mẽ hơn nữa. Phần thứ hai để mà tôi muốn chia sẻ với các quý vị đại biểu là để mà chúng ta có thể bắt được cái xu hướng phát triển của cái nền kinh tế số cũng như những cái xu hướng tích cực về cái thông tin xuất khẩu của Việt Nam
trong cái thời kỳ dịch bệnh, thì câu hỏi đặt ra là cái thách thức cho doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam là như thế nào để chúng ta có thể bắt được cái những cái cơ hội tiềm năng như vậy. Một số cái thống kê trên những cái nền tảng thương mại điện tử B2B thì cái lượng truy cập hàng ngày vào cái nền tảng thương mại điện tử ở hai đầu quốc gia lớn nhất ở trên thế giới là Mỹ và bên phía Trung Quốc thì không hề giảm. Thì cái anh quý vị đại biểu có thể nhìn thấy được cái xu hướng tăng trưởng về cái lượng truy cập trong vòng một năm đổ lại của thị trường bên tay trái là thị trường Trung Quốc và thị trường bên tay phải là thị trường Mỹ. Tăng cái lượng truy cập tăng, họ tăng trưởng đến 36% và 46%. Cái thông tin này có nghĩa là như thế nào ạ? Do cái sự chuyển dịch và cái sự về cái sự chuyển dịch về bên phía cái việc mà tìm kiếm những cái nhà nhập, tìm kiếm những cái nhà mua bán hàng trên những cái nền tảng, thì cái việc xúc tiến thương mại họ đã tạm ngưng do một số cái chuyến bay bị hoãn và thậm chí cái giãn cách xã hội, thì các doanh nghiệp đầu ngoài họ khó có khả năng họ tiếp cận với cái kênh truyền thống hồi xưa nữa, và họ lại tích cực họ vào những cái công cụ tìm kiếm và họ vào những cái nền tảng thương mại điện tử để họ tiếp tục họ tìm kiếm những cái nhà mua hàng tiềm năng. Do đó đặc biệt là hai đầu quốc gia như là Trung Quốc và Mỹ thì cái lượng nhập khẩu của họ cũng không hề giảm, và điển hình là cái lượng truy cập vào những cái nền tảng để tìm kiếm sản phẩm cũng không hề giảm và tăng trưởng ở đây là 36% và 46%. Thì đối với phía Việt Nam, tôi cũng muốn chia sẻ là các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của Việt Nam vào những thị trường này, thứ nhất bao gồm ngành thực phẩm và đồ uống, thứ hai là ngành về làm vườn và gia đình. Những ngành tiếp theo mà Việt Nam cũng có thế mạnh có nghĩa là ngành về phía ngành nông sản, ngành in ấn và bao bì, ngành gỗ cũng là một những trong những cái thị trường tiềm năng ở trên những cái nền tảng thương mại điện tử. Có nghĩa là doanh nghiệp Việt Nam họ tích cực họ tham gia vào cái nền tảng thương mại điện tử này và họ tận dụng tối đa những cái lợi thế, những cái dòng sản phẩm có thể xuất khẩu được của Việt Nam thì họ tham gia tích cực vào những nền tảng thương mại. Thêm một thông tin nữa để mà chứng minh cho quý vị đại biểu có thể thấy được là cái xu hướng thay đổi về cái chuỗi cung ứng như thế nào ở trên thị trường thế giới. Thì theo thống kê của cái nền tảng thương mại điện tử B2B á, thì nếu mà quý vị đại biểu vào và tìm kiếm về những cái từ khóa ví dụ như là Made in Vietnam hoặc là Products in Vietnam, có nghĩa là những cái sản phẩm được sản xuất, những sản phẩm có nguồn gốc từ Việt Nam, thì cái tỷ lệ tìm kiếm đang tăng trưởng khá là cao. Ví dụ từ khóa về Made in Vietnam Products thì cái sự tăng trưởng về cái sự tỷ lệ tìm kiếm của cái từ khóa này nó lên tới 84,9%. Có nghĩa là tất cả các nhà nhập khẩu và những người mua hàng trên thế giới và họ đang sử dụng cái nền tảng thương mại điện tử B2B thì họ đang rất là quan tâm đến sản phẩm của Việt Nam. Đây là một cái dấu hiệu tích cực để mà cho các quý vị đại biểu cũng như các quý doanh nghiệp có thể xem xét và chúng ta tự tin và mạnh dạn tham gia vào cái việc xúc tiến thương mại bằng cái việc là chúng ta sẽ mở một cái gian hàng trên cái nền tảng thương mại điện tử để mà đón nhận cái xu hướng tích cực này. Vậy thì để mà các doanh nghiệp có thể tham gia và hoàn thành tốt trên cái nền tảng thương mại điện tử cũng như là cái giải pháp xúc tiến thương mại điện tử thông qua cái việc ứng dụng cái nền tảng thương mại điện tử như thế nào, thì trước tiên để mà tham gia vào cái nền tảng thương mại điện tử thì trong quá trình làm việc thì chúng tôi bắt gặp được những cái khó khăn nhất định của các doanh nghiệp. Thứ nhất, các doanh nghiệp có chia sẻ là cái vấn đề về nhân sự khá là khó khăn. Tiếp theo là cái kiến thức về thương mại điện tử cũng khá là hạn chế cho với các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở thị trường Việt Nam hiện nay. Đồng thời cái vấn đề thanh toán quốc tế và vấn đề về kho vận, logistics cũng là vấn đề khá là quan tâm. Thì ba nhóm khách hàng chủ yếu mà trong quá trình làm việc chúng tôi có thể tóm gọn lại. Thứ nhất là cái nhóm khách hàng đã có kinh nghiệm về thương mại điện tử nhưng mà họ chỉ kinh doanh về thương mại điện tử nội địa thôi. Ví dụ là họ có những cái gian hàng trên những cái sàn như là Shopee, Lazada, Tiki. Cái nhóm doanh nghiệp này họ chưa có kinh nghiệm về xuất khẩu nhiều. Nhóm doanh nghiệp thứ hai là nhóm doanh nghiệp đã có kinh nghiệm về xuất khẩu truyền thống rồi nhưng mà họ lại chưa có kinh nghiệm nhiều về thương mại điện tử. Và nhóm doanh nghiệp thứ ba là nhóm doanh nghiệp họ xuất khẩu thông qua cái kênh trung gian thu mua. Có nghĩa là họ có nhà máy và họ chuyển tất cả cái hàng hóa của họ qua những cái trung gian thu mua.
Trong cái thời gian hạn chế thì tôi cũng xin chia sẻ được cái hình thức chung nhất để mà một doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam có thể tham gia thành công trên nền tảng thương mại điện tử. Để mà tham gia vào cái nền tảng thương mại điện tử cho một số doanh nghiệp vừa và nhỏ cũng không quá khó khăn. Thứ nhất, cũng giống như kinh doanh truyền thống thôi, các quý doanh nghiệp đều phải có một cái cơ sở sản xuất, đều cũng có một cái sản phẩm chủ lực của mình, và quý vị doanh nghiệp cũng đều đã có được cái kinh nghiệm thực tiễn của mình trong suốt quá trình kinh doanh truyền thống rồi. Và chúng ta chỉ cần đơn giản chuyển cái việc cái kinh nghiệm đó, các sản phẩm đó lên trên cái nền tảng thương mại điện tử thông qua việc là chúng ta chọn được một cái nền tảng thương mại điện tử phù hợp, và chúng ta hiểu về những cái công nghệ như là điện toán đám mây, thứ hai là thanh toán điện tử, cộng với lại cái vấn đề kho vận cũng như là công nghệ về trí tuệ nhân tạo mà các nền tảng thương mại điện tử cung cấp. Các quý vị đại biểu có thể hiểu rõ cái vấn đề đó thì tôi có thể đảm bảo là cái việc kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử của quý vị sẽ khá là thành công. Các bước chuẩn bị cho cái việc mà tham gia thương mại điện tử cũng rất là đơn giản, chỉ bao gồm 4 bước cơ bản thôi. Đầu tiên, tất cả các doanh nghiệp khi mà họ muốn tham gia vào nền kinh tế số thì đầu tiên chắc chắn đều là họ phải có một cái website, đúng không ạ? Họ phải tập trung vào xây dựng website. Website đó sẽ thể hiện một số cái sản phẩm dịch vụ điển hình của doanh nghiệp cũng như là tất cả các thông tin của doanh nghiệp, và để mà các nhà cung cấp cũng như là các nhà nhập khẩu họ có thể tìm kiếm được đến cái công ty này. Nhưng mà song song đó thì cái việc mà xây dựng website, sau đó là cái lượng truy cập có vào hay không á, thì nó là một câu chuyện khác. Thì họ lại nghĩ ngay đến cái việc là họ sẽ chọn một cái nền tảng thương mại điện tử. Tại vì sao ạ? Tại vì những cái nền tảng thương mại điện tử họ đã có sẵn cái đối tượng khách hàng vào và giao dịch rất là tích cực trên đó rồi. Cho nên cái việc mà đón nhận cái lưu lượng truy cập từ cái nền tảng thương mại điện tử thì nó sẽ tốt hơn, chúng ta sẽ tối ưu hóa cái website của chúng ta. Tại vì nó sẽ rất mất nhiều thời gian và chi phí để chúng ta có thể tối ưu hóa cái website này để quảng bá rộng rãi đến tất cả các đối tượng mà chúng ta đang mong muốn tiếp cận. Tiếp theo là các doanh nghiệp phải chuẩn bị cái đội ngũ nhân viên kinh doanh, marketing và quản lý gian hàng thương mại điện tử. Nó cũng giống như cái việc kinh doanh truyền thống thôi. Quý vị mở một cái gian hàng ở những cái con đường lớn nhưng mà quý vị không có những cái nhân sự để quản lý thì cũng không có thể nào mà phát triển được cái nền kinh doanh trực tuyến của quý vị, kinh doanh truyền thống của quý vị được. Khi mà quý vị mở một cái gian hàng online thì chúng ta phải có nhân sự để quản lý. Chúng ta mở website thì chúng ta phải có cái đội ngũ marketing để mà tối ưu hóa cái website này. Và cuối cùng là chúng ta áp dụng cái dịch vụ và cửa hàng truyền thống của chúng ta, và chúng ta bắt đầu chốt những cái đơn hàng trên cái nền tảng thương mại điện tử. Để nói rõ hơn, nó sẽ có 5 bước chi tiết. Bước đầu tiên là chúng ta phải tối ưu hóa cái việc kinh doanh truyền thống. Đầu tiên, từ những nhà kinh doanh truyền thống thì họ lại có xu hướng họ nghĩ họ phải kinh doanh trực tuyến á, thì bắt đầu họ phải suy nghĩ về cái thay đổi về tư duy và cũng như tái cấu trúc và chiến lược kinh doanh mới. Tiếp theo là cái việc chuẩn bị cho chuyển đổi số hóa. Cái việc chuẩn bị chuyển đổi số hóa thì ban đầu là họ sẽ xây dựng website này, họ sẽ tạo fanpage, ví dụ như trên những cái kênh về mạng xã hội như là YouTube, Facebook hoặc là Instagram chẳng hạn. Sau đó là họ chuẩn bị những cái nội dung về bài đăng trên những cái nền tảng này và quản lý cái việc chuyển đổi số tốt hơn. Tiếp theo là họ sẽ mở một cái gian hàng online và họ lựa chọn những cái nền tảng thương mại điện tử. Đầu tiên á, nếu mà cái sản phẩm của mình có khả năng xuất khẩu thì họ có thể chọn những cái nền tảng thương mại điện tử B2B để sẵn sàng mình đưa hàng hóa mình ra trên thế giới. Còn nếu cái dòng sản phẩm của mình nó phù hợp với thị trường nội địa thì quý vị đại biểu có thể sử dụng những cái nền tảng thương mại điện tử B2C ở nội địa để mà chúng ta có thể tiếp cận các khách hàng tiềm năng của chúng ta. Và họ sẽ phải thay đổi về chiến lược về marketing và đồng thời là phải trau dồi về kiến thức về thương mại điện tử để có thể quản lý gian hàng tốt hơn. Tiếp theo là trong quá trình mở gian hàng thì họ sẽ bắt đầu họ tối ưu hóa cái gian hàng trực tuyến của họ bằng cách là họ hiểu và vận hành tốt cái nền tảng này và họ có kinh nghiệm về xử lý cái thư hỏi hàng và họ biết cách thu thập dữ liệu trên cái nền tảng thương mại điện tử và họ có thể xử lý được cái dữ liệu này. Họ xử lý dữ liệu này và họ đưa ra những cái nội dung về marketing và đánh đúng vào cái đối tượng mục tiêu của khách hàng. Và cuối cùng
là cái việc kết hợp việc kinh doanh online và gian hàng offline, thì bắt đầu họ sẽ có được những cái đơn hàng của họ, chốt đơn, họ vận chuyển những cái hàng hóa của họ và bắt đầu chuyển những hàng hóa của họ đến những cái người mua tiềm năng. Vậy thì để làm thế nào mà để các doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể hoạt động kinh doanh tốt trên cái nền tảng thương mại điện tử B2B? Thì cái việc kinh doanh trên cái nền tảng thương mại điện tử B2B nó cũng sẽ khá là khác so với cái việc kinh doanh truyền thống. Tại vì các anh quý quý vị đại biểu, khi mà mình mở một gian hàng online thì sản phẩm của mình đơn giản chỉ là những cái bức hình của sản phẩm. Các doanh nghiệp họ vào, họ xem gian hàng online chúng ta, họ không có cái trải nghiệm thực tế. Họ không thể cầm nắm sờ vào cái sản phẩm của mình được, họ không có một cái trải nghiệm như vậy được. Thì cái việc mà chuẩn bị một cái sản phẩm, hình ảnh, sản phẩm có chất lượng cao là một cái việc đầu tiên và cực kỳ quan trọng. Cho nên các quý vị có thấy được là cái tab tôi có thể chia sẻ với quý vị là đầu tiên, cái bài đăng sản phẩm chất lượng cao là một cái điều rất là quan trọng. Tại vì theo như thống kê là có tới 80% cái nhà nhập khẩu họ sử dụng cái từ khóa để mà họ tìm kiếm sản phẩm trên nền tảng thương mại điện tử. Vậy thì một cái bài đăng sản phẩm có chất lượng cao, thứ nhất nó sẽ gồm hai phần. Phần đầu tiên là phần hình ảnh. Phần hình ảnh có nghĩa là họ phải chụp những cái bức hình thật chi tiết, thật đẹp để mà thu hút cái ánh nhìn của những nhà nhập khẩu, những người mua hàng. Và cái nội dung của hàng hóa nó phải phù hợp với lại cái sản phẩm của doanh nghiệp đang muốn bán. Thì có một từ đó thì cái độ hiển thị của cái gian hàng của chúng ta, sản phẩm chúng ta sẽ nằm ở trên những cái top đầu, và từ đó cái lượng truy cập vào gian hàng của chúng ta sẽ nhiều hơn. Và từ đó thì cái lượng thư hỏi hàng là những cái nhà nhập khẩu, những cái nhà người mua hàng, họ thấy sản phẩm của ta, họ thích và bắt đầu họ gửi những cái thư hỏi hàng và chúng ta tiến hành báo giá, và từ đó chúng ta sẽ có cái đơn hàng. Thì có một cái thống kê là cứ mỗi 100 lượt view, lượt xem vào xem gian hàng của mình thì sẽ có một cái lượt khách hàng nhấp chuột vào xem cái sản phẩm đó. Và cứ mỗi 30 cái lượt nhấp chuột vào cái dòng sản phẩm như vậy thì chúng ta sẽ có được một cái thư hỏi hàng. Và cứ 10 cái thư hỏi hàng thì chúng ta sẽ chốt được một cái đơn hàng. Đây là con số thống kê bình quân trên một cái nền tảng thương mại điện tử. Vậy thì cái bài đăng, chất lượng bài đăng như thế nào? Thì quý vị đại biểu có thể nhìn lên trên màn hình bên phía tay phải, thì các quý vị đại biểu có thể thấy được một cái bài đăng có chất lượng không được tốt lắm. Thứ nhất, sản phẩm, hình ảnh sản phẩm nó không đủ, họ chỉ có một sản phẩm, một cái hình ảnh trên một dòng sản phẩm thôi, và cái thông tin vẫn không có thể đầy đủ được. Nếu quý vị nhìn vào phía bên tay trái thì cái bài đăng như thế này gọi là bài đăng có chất lượng. Họ có tới 6 cái dòng, có 6 cái hình ảnh trong một dòng sản phẩm, và trong đó có ít nhất một video clip ngắn để mà cho các nhà nhập khẩu có thể trải nghiệm hết cái không gian 3 chiều của dòng sản phẩm của mình. Và tất cả các thông tin về nội dung như tôi chia sẻ hồi nãy, nó đều phải thể hiện đầy đủ để các nhà nhập khẩu có thể nhìn thấy và hiểu được cái dòng sản phẩm của doanh nghiệp. Tại vì những cái nhà nhập khẩu họ đã có kinh nghiệm với dòng sản phẩm đó rồi, họ mới vào trong cái nền tảng họ tìm kiếm và họ đủ kiến thức để họ hiểu được những cái thông tin mà doanh nghiệp muốn chia sẻ dựa trên cái bài đăng của mình. Cho nên tôi nhấn mạnh lại một lần nữa là cái bài đăng chất lượng cao là cực kỳ quan trọng khi quý vị doanh nghiệp muốn kinh doanh vào nền tảng kinh tế số, đặc biệt là nhìn trên những cái sàn thương mại điện tử B2B. Vậy thì hình ảnh đẹp thì quý vị có thể hiểu rõ được, chúng ta dùng những cái máy chụp hình đẹp và chúng ta có những cái phông nền đẹp, chúng ta sử dụng những studio chất lượng cao thì chúng ta sẽ có những sản phẩm hình ảnh chất lượng cao, đúng không ạ? Vậy thì một bài đăng chất lượng cao, ngoài cái chuyện mà nội dung phù hợp, thì cái việc chọn lựa cái tên sản phẩm cũng khá là quan trọng. Cái tên sản phẩm cũng không nên quá là ngắn và sơ sài. Cái tên sản phẩm, các quý vị đều có thấy ở phần dưới á, ví dụ như cookie chocolate, bánh cookie sô-cô-la thì nó đơn giản như vậy thôi, thì nó sẽ không có thu hút được quá nhiều cái lượng truy cập, tại vì tất cả những nhà nhập khẩu họ sẽ không hiểu hết những đặc tính của cái dòng sản phẩm này. Ở phần trên thì cái dòng sản phẩm mà một số các doanh nghiệp họ đặt tên, các quý vị đều có thấy là dài. Những cái phần gạch dưới á, là những cái tên của một sản phẩm chủ lực, ví dụ như là engine oil là dầu máy, hoặc là cookies, bánh cookie, hoặc là tote bag là những cái túi của phụ nữ. Đó là những cái từ chính thôi. Ngoài ra phải có những cái từ bổ ngữ kèm theo thì cái tên của sản phẩm mình mới đạt chất lượng cao, và nó sẽ thu hút được và nó sẽ cover hết được tất cả
các từ khóa mà cái nhà nhập khẩu có thể đăng nhập vào tìm kiếm. Thì đây là một cái kỹ thuật mà trong cái quá trình mà làm việc với là bên phía các đối tác của nền tảng thương mại điện tử thì quý vị doanh nghiệp sẽ được hướng dẫn rất là kỹ. Thì để cung cấp cho quý vị một số cái thông tin cơ bản thôi về cái việc lựa chọn từ khóa phù hợp, thì không đơn giản chúng ta có thể tự nghĩ ra được. Có một số cái công cụ trên cái nền tảng thương mại điện tử hoặc là một số cái công cụ trên Internet có thể giúp cho anh chị hiểu được cái xu hướng mà những cái nhà nhập khẩu, thậm chí là những đối tượng giới trẻ hoặc là những người mua hàng họ sử dụng cái từ khóa này như thế nào. Ví dụ một số doanh nghiệp họ kinh doanh về có thể lấy ví dụ là về kinh doanh về áo sơ mi đi. Áo sơ mi là shirt đúng không ạ? Thì ở bên phía thị trường Hàn Quốc họ sẽ có cách gọi khác, thị trường Mỹ họ có cách gọi khác, và cái tên nào được sử dụng nhiều nhất và cái xu hướng sử dụng cái đó nhiều nhất. Thì ba cái website mà tôi cung cấp ở bên phía dưới có thể giúp cho anh chị có thể tìm kiếm được cái xu hướng từ khóa đang hot trong cái thời điểm 90 ngày gần lại hoặc là nửa năm gần lại. Thì nếu mà mình đã quyết tâm mình tham gia với nền tảng thương mại điện tử rồi thì đây là những cái kỹ thuật mà mình phải nắm được để mình đặt đúng cái tên mà cái người mua họ tìm kiếm, chứ không phải mình đặt đúng cái tên mà sản phẩm của mình có. Đúng rồi. Tiếp theo đó là chúng ta phải hoàn thành tất cả các thuộc tính này trên cái back-end của cái nền tảng thương mại điện tử. Có nghĩa là mỗi một cái tài khoản của quý vị đại biểu thì chúng ta sẽ đăng tất cả các bài đăng lên, và chúng ta sẽ đăng về hình ảnh, chúng ta sẽ đăng về nội dung. Tất cả những nội dung tôi chia sẻ hồi nãy nó đều phải thể hiện rất là rõ ràng và cụ thể trên mỗi cái dòng sản phẩm của doanh nghiệp. Thì lúc đó cái lượng truy cập vào cái dòng sản phẩm của quý vị sẽ nhiều hơn. Tại vì các doanh nghiệp mua hàng, các nhà nhập khẩu họ sẽ căn cứ vào đây để họ chọn lựa dòng sản phẩm của quý vị doanh nghiệp. Nếu như mà thông tin không đủ thì họ sẽ dễ dàng nhanh chóng họ sẽ bỏ qua cái gian hàng của mình. Tiếp theo, để mà có thể kinh doanh tốt trên nền tảng thương mại điện tử thì hồi nãy tôi chia sẻ đó, tôi có chia sẻ là các doanh nghiệp họ sẽ có một cái website riêng của họ đúng không ạ? Trên cái nền tảng thương mại điện tử họ cũng sẽ có một website, nhưng mà họ gọi tên chung là mini site. Mini site nó cũng sẽ tương tự như cái website nhưng mà nó nằm trong cái gian hàng của doanh nghiệp. Thì mini site này nó sẽ thể hiện đầy đủ chi tiết cái nội dung cũng như quy mô sản xuất kinh doanh, nhà máy, tất cả các chứng chỉ, tất cả các giải thưởng bằng sáng chế thì các doanh nghiệp có thể đăng lên trên đây để chứng minh được cái năng lực sản xuất của doanh nghiệp so với lại các đối thủ cạnh tranh, và đồng thời cũng sẽ thu hút được cái sự quan tâm của các nhà nhập khẩu nhiều hơn nữa. Vậy thì cái mục đích cuối cùng cho những cái thông tin mà tôi chia sẻ như thế nào ạ? Đơn giản, thứ nhất là chúng ta phải có 6 cái hình ảnh và 2 clip ngắn cho mỗi cái dòng sản phẩm của chúng ta. Đó là điều tiên quyết. Cái thứ hai, mỗi một cái bài đăng phải sẽ có ít nhất là hình ảnh, điểm sản phẩm hình ảnh là trên 4 điểm. Tại vì sao ạ? Cái logic của những cái nền tảng thương mại điện tử B2B á, thì họ sẽ đo lường cái chất lượng của hình ảnh chúng ta dựa vào điểm số. Thì đối với một cái nền tảng thương mại điện tử B2B á, thì họ sẽ đánh giá những cái sản phẩm có chất lượng tốt là cái hình ảnh của họ phải trên 4 điểm. Và chúng ta phải giám sát được cái lượng xếp hạng của sản phẩm. Có nghĩa là chúng ta đăng bài đăng của chúng ta lên, chúng ta thử có thể tìm kiếm xem coi khi mà chúng ta search, chúng ta tìm kiếm đúng cái tên sản phẩm chúng ta thì cái hình ảnh sản phẩm chúng ta đang nằm ở đâu. Nếu mà nó nằm trong những cái top đầu, ví dụ như từ trang 1 đến trang 3 hoặc từ trang 3 đến trang 5 ấy, thì cái lượng truy cập vào cái sản phẩm hoặc là cái gian hàng của quý vị sẽ cao hơn là những cái dòng sản phẩm nó nằm ở những cái trang như là trang 15, trang 20, thậm chí trang 100 thì cái lượng truy cập sẽ không có tới được. Thì có một cái thống kê là hầu hết 80% những người mua hàng họ sẽ chỉ dừng lại ở trang thứ 10 thôi, và họ chỉ tại vì họ sẽ không có đủ kiên nhẫn để họ tiếp tục click chuột vào những cái trang tiếp theo, tại vì họ sẽ không có thời gian. Cho nên cái việc cạnh tranh về cái độ hiển thị khá là quan trọng trong cái nền tảng thương mại điện tử. Và mục tiêu cuối cùng là phải đạt được xếp hạng cao như tôi chia sẻ để mà tăng độ hiển thị và có nhiều thư hỏi hàng như cái tháp mà tôi chia sẻ lúc nãy. Vậy thì trên những cái nền tảng thương mại điện tử có hai cái ứng dụng
mà tôi thấy khá là quan trọng mà tất cả các quý doanh nghiệp đều phải cần quan tâm. Thứ nhất, tôi chia sẻ hồi nãy là cái mini site. Đây là một cái mẫu mini site của một doanh nghiệp. Thì tất cả những sản phẩm, hình ảnh của doanh nghiệp đều phải thể hiện rõ trên này. Mini site phải đẹp, phải đúng theo chủ đề và nó màu sắc nó phải phù hợp vào đúng cái thị trường mục tiêu của quý vị đại biểu nữa. Ngoài ra thì tất cả những thông tin về hình ảnh của sản phẩm, những cái bài đăng chất lượng cao, những thông tin chi tiết mà tôi chia sẻ lúc nãy thì nó sẽ xuất hiện lên trên những cái ô trưng bày. Và từ đó cái độ hiển thị của sản phẩm doanh nghiệp sẽ tăng lên nếu như mà các doanh nghiệp có sự đầu tư vào cái giai đoạn đầu khá là chi tiết và khó khăn như thế này. Và chúng ta phải thường xuyên làm mới và cập nhật những cái dòng sản phẩm mới, những cái tên mới và cái thông tin mới của dòng sản phẩm chúng ta để cho cái gian hàng chúng ta lúc nào cũng được cập nhật liên tục để mà đón nhận cái xu hướng mới của nhà nhập khẩu. Tiếp theo, sau một vài tháng quý doanh nghiệp kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử rồi đấy, thì các quý doanh nghiệp sẽ làm quen với cái việc là chúng ta sẽ sử dụng cái công cụ phân tích có sẵn trong cái nền tảng. Ví dụ như là cái lượt xem của doanh nghiệp nè, lượt xem của những người mua hàng nè, những cái yêu cầu mua hàng nè, cái sản phẩm bán chạy nhất theo ngành và cái sản phẩm có lượng tìm kiếm người mua nhiều, người mua cao nhất. Và thậm chí ở một số cái nền tảng thương mại điện tử thì họ cũng sẽ giúp cho các doanh nghiệp có thể hiểu được là khu vực nào vào xem hàng hóa chúng ta nhiều nhất, cái quốc gia nào vào xem nhiều nhất, và họ có đo lường luôn là cái doanh nghiệp nào ở trong cái ngành hàng đó đang đạt cái chất lượng tốt nhất và trung bình ngành như thế nào và chúng ta đang ở đâu, được thể hiện qua ba cái đường màu xanh, màu cam và màu xanh dương. Nếu quý vị đại biểu có thể thấy không rõ thì có thể yêu cầu bên ban tổ chức, thì chúng tôi sẽ gửi cái bài này lại cho quý vị đại biểu sau cái buổi ngày hôm nay. Vậy thì tôi cũng muốn chia sẻ cho quý vị đại biểu thấy được là một số cái doanh nghiệp tiêu biểu đã hoạt động thành công trên nền tảng thương mại này để quý vị có thể hiểu được họ kinh doanh như thế nào. Tôi đưa ra hai cái đối tượng doanh nghiệp. Một đối tượng đã kinh doanh trên cái nền tảng thương mại điện tử B2B đã lên tới 4 năm rồi. Và một doanh nghiệp họ vừa mới lên sàn thương mại điện tử chỉ trong vòng 3 tháng thôi là họ bắt đầu, họ đã có những đơn hàng tốt. Và cái sự ứng dụng về cái công nghệ thông tin như thế nào giữa hai doanh nghiệp này. Thì đầu tiên, doanh nghiệp về sản phẩm thực phẩm và đồ uống đóng hộp. Thì doanh nghiệp này tên là Vinus. Họ đã đăng ký và tham gia vào nền tảng thương mại điện tử đã được 4 năm rồi. Theo chia sẻ của họ thì đến 90% cái doanh thu của họ lại đến từ cái nền tảng thương mại điện tử chứ không phải từ kinh doanh truyền thống. Tại vì doanh nghiệp này họ đã có kinh nghiệm rất là lâu rồi. Họ làm tới 4 năm thì họ hiểu khá rõ những cái thông tin mà tôi đã chia sẻ. Lúc nào họ cũng làm mới vào sản phẩm của mình. Và hiện nay bình quân hàng tháng thì họ đã có tới 500 cái đơn hỏi hàng. Đây là một con số lượng khá là lớn. Quý vị có thể nhân lên 12 tháng thì quý vị có thể thấy được là cái khách hàng tiềm năng của họ nhiều đến cỡ nào. Và trung bình họ có hơn 100 cái đơn hàng thành công. Và quý vị doanh nghiệp có thể thấy được đây là cái đơn hàng bán sỉ chứ không phải là bán lẻ. Đây là cái nền tảng thương mại điện tử B2B chứ không phải là B2C. Và họ có mặt ở 180 cái thị trường xuất khẩu. Cho nên thì họ tiếp tục duy trì cái nền tảng này tại vì đây là cái nguồn doanh thu chính đến 90% đến với công ty của họ. Một cái điển hình thứ hai là một doanh nghiệp vừa mới tham gia vào nền tảng thương mại điện tử nhưng mà tuy nhiên họ có đội ngũ nhân viên, họ khá rất hiểu rất rõ về các thông tin mà tôi chia sẻ ban nãy. Thứ nhất, họ hiểu rất kỹ về cái bài đăng chất lượng cao là như thế nào. Họ tích cực tham gia vào cái việc mà họ trả lời những cái thư hỏi hàng của doanh nghiệp đúng hẹn. Có một cái logic đằng sau cái nền tảng thương mại điện tử. Ví dụ, nếu như mà mỗi một cái thư hỏi hàng được hỏi thì các chủ tài khoản phải trả lời trong vòng 24 giờ. Sau 24 giờ họ sẽ đánh giá là cái thư hỏi hàng này được trả lời trễ và cái điểm về response rate, tỷ lệ phản hồi của doanh nghiệp sẽ bị giảm, trên cái gian hàng này sẽ bị giảm và nó sẽ ảnh hưởng đến cái việc hiển thị của cái gian hàng này. Thứ hai, nếu như mà các doanh nghiệp hoặc là các chủ gian hàng online á,
Thì khi mà cái phần mềm live chat mà họ chat, mà họ trao đổi trực tiếp với doanh nghiệp, nếu mà doanh nghiệp không trả lời trong vòng một tiếng thì cái điểm về phản hồi này cũng sẽ giảm. Đối với một số doanh nghiệp họ mới nhưng họ hiểu rất rõ về cái logic của cái nền tảng thì họ đạt những điểm số này rất là cao. Cho nên mặc dù họ cũng không có có quá nhiều cái thời gian, cái kinh nghiệm để mà tham gia, nhưng mà họ đạt những điểm số cao nhất trong thời gian ngắn nhất và cái độ hiển thị của họ rất là cao. Cho nên chỉ trong vòng 3 tháng thôi họ có đơn hàng lên tới hàng chục ngàn. Và hai cái đối tượng khách hàng này là hai đối tượng khách hàng rất là rõ rệt. Một người đã làm, một doanh nghiệp đã làm rất là lâu rồi, và một doanh nghiệp đã làm cũng mới vừa đây thôi. Nhưng do họ hiểu được cái nền tảng, họ có kinh nghiệm và họ có bắt đầu họ hoạt động thành công, bắt đầu họ có đơn hàng chỉ trong vòng vài tháng thôi. Đối với một số cái nền tảng thương mại điện tử á, thì nó lại rất là phù hợp cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ, chứ nó không đơn thuần chỉ dành cho những nghiệp lớn có quy mô lớn để mà tham gia. Cho nên để mà hiểu được về cái nền tảng thương mại điện tử thì cái kiến thức và cái nhân sự để mà quản lý cái gian hàng này khá là quan trọng, cũng như là cái sự hiểu biết về cái nền tảng. Tôi xin phép chia sẻ, kết thúc bài chia sẻ của tôi ở đây. Thì không biết quý vị doanh nghiệp và quý vị đại biểu có câu hỏi nào thì có thể hỏi và tôi sẽ giải đáp. Về phần hỏi và đáp thì ban tổ chức cũng có nhiều một số câu hỏi. Sau đây thì tiết thời gian thì tôi xin đọc một câu hỏi, với một câu hỏi để cho diễn giả có thể trả lời. Câu hỏi là đến từ một doanh nghiệp. Câu hỏi là: thách thức doanh nghiệp chúng tôi gặp phải khi tìm kiếm khách hàng trên nền tảng số, về năng lực, độ tin cậy, uy tín của đối tác, và cách nào để hạn chế bớt rủi ro, ví dụ như việc bán hàng, mua hàng và thanh toán, giao hàng. Xin mời. Đây cũng là một câu hỏi khá là phổ biến khi mà một số doanh nghiệp khi họ mới vừa tham gia vào nền tảng thương mại điện tử. Thì tôi có thể trả lời tóm tắt như thế này. Việc lựa chọn những cái doanh nghiệp mua hàng thì nó phụ thuộc khá nhiều vào cái kinh nghiệm thực tế mà quý vị tham gia vào nền tảng thương mại điện tử. Tất cả các sàn thương mại điện tử đều có những người mua hàng tích cực. Và cái việc mà kinh nghiệm của chúng ta tìm kiếm được đúng cái doanh nghiệp tích cực này làm cả một cái sự gọi là trâu dồi về kinh nghiệm. Thì tuy nhiên một số cái nền tảng thương mại điện tử họ sẽ cung cấp cho các quý vị một số cái thông tin cơ bản về những cái người mua hàng như thế này. Ví dụ thì đầu tiên là chúng ta phải tìm hiểu về cái hoạt động trong vòng 90 ngày của cái người mua hàng đó. Thì họ sẽ có những cái lịch sử, họ sẽ track được những cái lịch sử mua hàng của doanh nghiệp này có mua hàng tích cực hay không, những cái sản phẩm doanh nghiệp này đã tìm kiếm trong 9 ngày vừa qua là như thế nào, và một số cái thông tin cơ bản nữa là cái số ngày doanh nghiệp mua hàng đó họ online. Nếu họ online trong vòng 30 ngày liên tục thì có nghĩa là doanh nghiệp này họ thực sự họ tích cực, họ tham gia và thực sự là những người mua hàng tiềm năng. Và mình có thể xem được là cái số lượng thừa hỏi hàng mà được đánh giá là bị gọi là spam bao nhiêu ở doanh nghiệp này. Thì những cái thông tin cơ bản này có thể giúp cho các nhà bán hàng online trực tuyến họ có thể tìm hiểu được, thứ nhất cơ bản về cái đối tượng khách hàng này là khách hàng mua hàng tích cực hay là không tích cực. Tiếp theo thì bên phía những nhà mua hàng, những cái nền tảng họ sẽ cũng đánh giá những cái nhà mua hàng, ví dụ theo cái điểm sao. Thì những nhà mua hàng mà có sao thì là những nhà mua hàng mình có thể cân nhắc là họ là những người mua hàng có tiềm năng. Và những người mua hàng này đều phải có cái thông tin liên hệ rõ ràng. Có một số cái chia sẻ nữa thì tùy vào cái đối tượng mua hàng thì nó chia làm nhiều nhóm. Ví dụ như một số tôi có nhận được một số chia sẻ của các doanh nghiệp họ đã kinh doanh rồi ấy. Họ nói là nếu mà làm việc với bên phía đối tượng là bên phía những người mua hàng là từ cái nước Nhật Bản thì họ sẽ không cân nhắc quá nhiều về giá, nhưng mà họ đòi hỏi chất lượng khá là cao, và cộng với lại cái thời gian giao hàng và chính xác
Tuy nhiên một số cái doanh nghiệp đến từ những khu vực khác như là khu vực Nam Á, Ấn Độ chẳng hạn, thì cái việc giá cả họ thực sự họ quan tâm. Và chúng ta cũng nên cân nhắc đưa một cái giá phù hợp để tránh cái việc là họ trả giá quá nhiều. Một số ở quốc gia châu Âu thì họ cũng tương tự như bên phía thị trường Nhật Bản, là họ không quan tâm quá nhiều về cái việc trả giá, nhưng mà họ lại đòi hỏi về cái chất lượng cũng như cái thời gian giao hàng tốt. Thì đây là một số cái kinh nghiệm mà các những người họ làm kinh doanh trên nền tảng online rồi họ chia sẻ lại. Thì không biết câu trả lời của tôi đã có đáp ứng được cái nội dung của câu hỏi đó chưa? Được, rất cảm ơn phần giải đáp của diễn giả. Và một câu hỏi cuối cùng chắc là đến từ phòng chat của Zoom. Thì có một câu hỏi đến từ một cái tài khoản tên là Samsung Galaxy S7 Edge. Nhưng mà câu hỏi là sử dụng công cụ gì để đánh giá hiệu quả của web? Sử dụng công cụ gì để đánh giá hiệu quả của web? Có nghĩa là website chứ không phải là một cái nền tảng thương mại điện tử đúng không ạ? Nếu mà đánh giá một cái công cụ web thì theo kinh nghiệm hiểu biết ít ỏi của tôi về cái digital marketing ấy, thì có một số cái nguồn có thể đánh giá được. Thứ nhất là họ sẽ xem coi là cái thời gian mà doanh nghiệp, cái người vào xem họ dừng ở bao nhiêu giây. Thứ hai nữa là những cái thông tin, nội dung của cái website đó nó có phù hợp với lại cái ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp hay không. Ví dụ nếu mà doanh nghiệp kinh doanh về các dịch vụ logistics thì nên có những cái bài đăng nói về những cái chính sách mới, những cái thủ tục mới, những cái yêu cầu mới để mà một cái dòng sản phẩm có thể đi vào được một cái quốc gia nào đó, ví dụ như là châu Âu và thị trường Nhật Bản, ví dụ như vậy. Thì ngoài ra thì có một số công cụ như là chúng ta sẽ tối ưu hóa cái bài đăng, hoặc là chúng ta sẽ thu hút cái lượng truy cập vào website chúng ta thông qua những nội dung chúng ta gọi là SEO, hoặc là chúng ta sẽ sử dụng những công cụ quảng cáo Google Ads, hoặc là chúng ta sẽ đăng lên những cái fanpage để mà kích cái lượng truy cập của chúng ta vào cái website nó nhiều hơn. Dạ. Tôi xin cảm ơn phần giải đáp của ông Phúc. Kính thưa các anh chị đang tham dự tại đầu cầu trực tiếp, cũng như là các anh chị đang theo dõi trên nền tảng Zoom, cũng như là trên livestream trên fanpage của Cục Xúc Tiến Thương Mại. Thì qua các phần trình bày của diễn giả đó, thứ nhất là các anh chị có thể là tương tác gửi raise hand, thì bên ban tổ chức sẽ, bộ phận kỹ thuật sẽ để cho các anh chị có ý kiến, hoặc chúng ta có thể typing ra cái câu hỏi để ban tổ chức có thể gửi đến diễn giả, và các anh chị tương tác trên nền tảng livestream thì chúng tôi cũng sẽ gửi luôn đến diễn giả. Ngoài ra nếu mà chúng ta cần có thời gian thì đến cái phần cuối, có cái phần QA chung của tất cả các diễn giả trình bày ngày hôm nay, tại tôi nghĩ nhiều khi là các anh chị cũng cần có thời gian suy nghĩ rồi đặt câu hỏi, hoặc chúng ta phải nghe hết nguyên một cái chương trình, thì các anh chị gửi về ban tổ chức để chúng tôi có thể hỗ trợ. Ngoài ra những cái câu hỏi nào mà diễn giả có thể chưa trả lời trực tiếp được ngay ngày hôm nay thì chúng tôi cũng sẽ thu nhập lại để mà gửi đến diễn giả và gửi về theo email cho các anh chị sau. Xin cảm ơn các anh chị. Dạ, xin cảm ơn quý doanh nghiệp và kính chúc cho quý doanh nghiệp có một buổi hội thảo thành công tốt đẹp. Xin cảm ơn ông. Tiếp theo chương trình, tôi xin trân trọng kính mời bà Nguyễn Phương Thảo trình bày về nội dung xu hướng thanh toán trực tuyến trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Xin cảm ơn bà. Xin chào các anh chị,
Trước tiên kính thưa chị Thanh An, Phó Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại trực thuộc Bộ Công Thương. Kính thưa các anh chị thuộc đại diện cho các cái doanh nghiệp tham gia trực tuyến cũng như là trực tiếp ngày hôm nay. Tôi là Nguyễn Phương Thảo, đại diện của công ty Velotrade Việt Nam. Hôm nay xin phép được trình bày với các anh chị một số cái nội dung liên quan đến vấn đề thanh toán trực tuyến cho các cái doanh nghiệp hiện nay. Thì nội dung chính nó sẽ bao gồm những cái phần như sau. Thứ nhất là xu hướng thanh toán trực tuyến trên thế giới cũng như là ở Việt Nam hiện nay như thế nào. Thứ hai là những cái vấn đề mà doanh nghiệp Việt Nam đang gặp phải trong quá trình thanh toán cũng như là xuất khẩu. Và thứ ba là một số những cái giải pháp để mà hỗ trợ các anh chị doanh nghiệp trong cái quá trình thanh toán cũng như là kinh doanh của mình. Đầu tiên xin đi vào phần thứ nhất là xu hướng thanh toán trực tuyến trên thế giới và Việt Nam hiện nay. Thì trước tiên chúng ta hiểu là thanh toán trực tuyến là gì. Thanh toán trực tuyến chính là một cái dịch vụ trung gian giúp cho khách hàng thanh toán một cách nhanh chóng thông qua internet hoặc là điện thoại khi mà khách hàng mua sắm trên những cái trang thương mại điện tử và có kết nối với những cái cổng thanh toán trực tuyến. Thì cái lợi ích của cái việc thanh toán trực tuyến thì các anh chị chắc mình cũng hiểu rất là rõ. Thì một số những cái lợi ích chính, thứ nhất là nó sẽ giảm thiểu rất là nhiều chi phí cho cái ngành tài chính. Bởi vì các anh chị thấy là khi mà mình đi mua sắm á, thì khi mà mình sử dụng tiền mặt thì những cái chi phí về in ấn nè, hoặc là kiểm đếm, hoặc là vận chuyển thì nó cũng sẽ tốn rất là nhiều. Đồng thời khi mà mình thanh toán trực tuyến thì cái vấn nạn, đặc biệt là cái vấn nạn tiền giả thì được giảm thiểu một cách tối đa. Cái thứ hai nữa là cái sự minh bạch trong những cái chi tiêu cũng như là giao dịch. Đồng thời là về phía nhà nước của mình thì cũng là chống thất thu thuế. Tiếp theo nữa là mình cái việc thanh toán trực tuyến thì mình sẽ làm giảm cái tỷ lệ dự trữ tiền mặt. Như vậy thì tất cả những cái nguồn tiền là đều được để trong những cái tài khoản và trên lưu thông. Thì như vậy cái vòng quay vốn cho xã hội cũng như cái nền kinh tế nó rất là nhanh. Đồng thời thì cái thanh toán trực tuyến nó sẽ mang đến cái sự an toàn và hiệu quả. Đồng thời nó sẽ hướng đến một cái nền kinh tế rất là phát triển. Song song đó thì cái người dân của mình cũng đang rất là thích cái phương thức này. Bởi vì là khi mà áp dụng những cái thanh toán trực tuyến thì người dân cũng được hưởng lợi từ những cái chính sách ưu đãi của các cái nhà cung cấp rất là nhiều. Như vậy thì không biết là theo các anh chị thì mình nghĩ là chắc chắn là những cái quốc gia phát triển thì cái việc mà thanh toán trực tuyến thì nó sẽ phát triển hơn những cái quốc gia như Việt Nam mình rất là nhiều. Thì không biết là các anh chị mình có nghĩ là những cái quốc gia nào mà nó có cái tỷ lệ là thanh toán không dùng tiền mặt cao nhất không ạ? Thì ở đây thì mình có thống kê là tình hình thanh toán của một số nước trên thế giới. Thì ở đây các anh chị thấy là cái tỷ lệ mà thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu dùng á, ở những cái nước như là châu Âu và Mỹ thì nó chiếm rất là cao. Ví dụ như là Bỉ là cái tỷ lệ cao nhất, là cái tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt là đến 93%. Song song đó là cái tỷ lệ dân số mà sở hữu cái thẻ tín dụng cũng rất là cao, là đến 86%. Tiếp theo là một số nước như là Pháp, Canada nè, Thụy Điển. Đặc biệt các anh chị thấy Thụy Điển là cái tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt của mình là 89%. Tuy nhiên là cái tỷ lệ người dân sở hữu thẻ tín dụng là tỷ lệ rất là cao, gần như tuyệt đối là 96% ha. Một số nước cũng có cái việc thanh toán trực tuyến nó cực kỳ phát triển như là Hà Lan, Mỹ, Đức, Hàn Quốc. Như vậy thì Việt Nam của mình là đang nằm ở đâu? Việt Nam của mình thì có cái tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt trong tiêu dùng thì mới chỉ có 21% thôi. Và đồng thời cái tỷ lệ người dân mà sở hữu thẻ tín dụng thì chỉ có 4%. Thì các anh chị thấy là như vậy cái thị trường về giao dịch trực tuyến ở mình còn cực kỳ tiềm năng và sẽ chắc chắn là sẽ phát triển rất là nhiều trong năm nay và những cái năm sắp tới. Thì cùng theo cái xu hướng chung đó thì ở Việt Nam mình thì chính phủ cũng đã có những cái quyết định cũng như là những cái chỉ thị để nhằm thúc đẩy cái vấn đề thanh toán của mình.
Ví dụ như là những cái quyết định 2545 nè của Thủ tướng Chính phủ ban hành về cái đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt tại Việt Nam giai đoạn 2016-2020. Đồng thời là cái vừa rồi từ năm 2019 thì báo Tuổi Trẻ cũng đã có một cái sáng kiến là về lấy một bình chọn một cái ngày là ngày 16 tháng 6 là ngày không dùng tiền mặt bắt đầu từ năm 2019 đến nay là nhằm khuyến khích cái người tiêu dùng trải nghiệm đồng thời sử dụng những cái phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt trong những cái chi tiêu hàng ngày của mình. Đồng thời các anh chị thấy là cái dịch Covid vừa qua thì cũng dẫn đến cái xu hướng là tăng cường cái giao dịch trực tuyến cũng như là cái phương thức kinh doanh từ trực tiếp qua những cái sàn giao dịch thương mại điện tử giống như anh Phúc trình bày vừa rồi ha. Thì ở đây em xin có một số cái số liệu thống kê về cái tình hình về tỷ trọng tiền mặt lưu thông trong nền kinh tế và đồng thời số lượng các công ty và cung ứng dịch vụ thanh toán. Thì các anh chị có thấy là cái đường line đỏ đó thì là về cái số lượng những cái công ty mà đang cung cấp các cái dịch vụ thanh toán trực tuyến hiện nay ở Việt Nam. Thì theo số liệu đến năm 2018 thì có khoảng 26 công ty và đến năm 2020 hiện giờ thì em ghi nhận là khoảng là hơn 30 công ty là đang cung cấp cái dịch vụ thanh toán trực tuyến ở Việt Nam. Song song đó là cái số lượng giao dịch về tiền mặt cũng như cái tỷ trọng giữa tiền mặt và không tiền mặt thì nó cũng có những cái sự chuyển dịch theo hướng là cái số lượng giao dịch về tiền mặt nó sẽ giảm dần. Đồng thời là cái giao dịch về trực tuyến không dùng tiền mặt thì nó sẽ tăng lên. Các anh chị thấy là trên biểu đồ thì mình có cái phần màu cam á, là cái phần mà những cái giao dịch mà mình được giao dịch qua POS là thiết bị bằng thẻ Visa hoặc Master hoặc là ATM thì nó sẽ dịch chuyển từ năm 2013 thì từ 4.3% nè. Đến cuối năm 2018 thì nó lên khoảng 19.5% và cái tỷ lệ này thì nó sẽ còn tiếp tục phát triển hơn nữa. Như vậy so sánh về cái giữa tình hình trong khu vực giữa Việt Nam với lại một số nước trong khu vực Đông Nam Á thì các anh chị thấy là trên biểu đồ thì mình so sánh giữa các nước trong khu vực như là Indo, Malaysia, Philippines, Singapore và Thái Lan thì như vậy thì cái biểu đầu tiên ha thì cái tỷ trọng về tài khoản ngân hàng thì các anh chị thấy hầu hết trong các biểu đồ thì trong khu vực thì cái màu xanh á là Singapore là cái đất nước có thể nói là phát triển cái dịch vụ thanh toán trực tuyến là cao nhất trong khu vực. Thì cái tỷ trọng mà người dân có tài khoản ngân hàng là gần như là tuyệt đối là 97,93%, tỷ lệ rất là cao. Trong khi đó Việt Nam của mình thì cái tỷ trọng này nó còn tương đối thấp. Cái ô cuối cùng á các anh chị là cái COD có nghĩa là cash on delivery á, thì như vậy cái tỷ lệ của Việt Nam lại rất là cao bởi vì là cái hình thức này là hình thức thanh toán có nghĩa là cash on delivery là nhận hàng và thu tiền mặt, thì như vậy cái tỷ trọng này Việt Nam đến hơn 90% thì nó đang rất là cao. Thì mình sẽ thấy cái tình hình thanh toán trực tuyến giữa Việt Nam mình thì cái thị trường nó cũng còn đang phát triển rất là nhiều so với những một số nước khác trên thế giới. Và ở đây là một số cái cổng thanh toán trực tuyến hiện tại đang giao dịch rất là phổ biến ở Việt Nam thì chắc các anh chị mình cũng biết nè. Ví dụ như là ngânlượng.vn, quen thuộc nhất chắc là Momo nè, hoặc là Smartlink, hoặc là VNPay. Thì đa số các cái công ty, cái cổng thanh toán trực tuyến này hiện tại là đang đưa ra rất là nhiều những cái ưu đãi. Nhất là VNPay nè, ví dụ như là cái ứng dụng mà mình thanh toán có thể kết nối trực tiếp với lại qua một cái mã QR và kết nối trực tiếp với lại cái tài khoản ngân hàng của mình. Thì vừa rồi là những cái tình hình thanh toán chủ yếu là bên thị trường B2C, có nghĩa là bên thị trường bán lẻ. Thì như vậy thì mình chuyển một chút qua cái thị trường kinh doanh bán buôn. Thì như vậy thì đối với cái vừa rồi, cái phần em vừa trình bày á, là giữa là doanh nghiệp bán hàng bán cho cá nhân. Thì như vậy thì đối với các cái việc mua bán giữa các doanh nghiệp với nhau thì không biết là nó sẽ khác như thế nào.
Thì như vậy thì đối cái việc thanh toán giữa các doanh nghiệp với nhau thì nó sẽ, cái phạm vi nó sẽ hẹp hơn một chút so với cái thị trường B2C. Thì hiện nay một số cái xu hướng thanh toán chính của các cái doanh nghiệp hiện nay là như sau. Thứ nhất á, là đối với cái hoạt động mua bán thì mình vẫn thanh toán trực tiếp theo cái hình thức chuyển khoản ngân hàng đối với trong nước, và đồng thời đối với ngoài nước thì mình có những cái hình thức mình vẫn thanh toán qua ngân hàng của nhà xuất khẩu và nhà nhập khẩu. Thì trong đó nó có những cái hình thức cơ bản như là TT, DB hoặc là LC. TT thì là telegraphic transfer, có nghĩa là mình chuyển tiền từ ngân hàng này qua ngân hàng kia. Cái DP là documents against payment, có nghĩa là mình thanh toán giữa khi mà nhà nhập khẩu đã nhận được bộ chứng từ. Và LC là letter of credit, có nghĩa là cái cam kết giữa hai ngân hàng với nhau dựa trên cái bề mặt chứng từ so với những cái hợp đồng ban đầu của mình. Cái xu hướng thứ hai là xu hướng thanh toán qua cổng thanh toán online. Thì cái phần thanh toán này thì hầu hết là khi mà thanh toán ở trong nội địa thì hầu hết là được Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép. Một số cái cổng thanh toán online các doanh nghiệp của mình cũng đang sử dụng như là PayU hoặc là SmartLink. Và cái một cái xu hướng thứ ba nữa là cái việc nhận tài trợ vốn của các cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp SME, từ các tổ chức tài chính và cái công ty fintech ở nước ngoài. Thì bên cái mảng này thì nó sẽ có hai phần. Thứ nhất là các cái doanh nghiệp mà Việt Nam mình nhận tiền, nhận tài trợ từ ngân hàng, có nghĩa là những cái kênh cực kỳ truyền thống. Và cái kênh thứ hai nữa là mình nhận tài trợ qua những cái công ty fintech như là Velotrade, là sẽ chuyên cung cấp những cái dịch vụ về tài chính, về vốn cho những cái doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp vừa và nhỏ. Thì như vậy thì với cái thực trạng thanh toán như vậy thì các cái vấn đề trong quá trình thanh toán thì mình cũng sẽ gặp phải một số cái vấn đề như sau. Thì thứ nhất là cái khi mà cái xu hướng thanh toán trực tuyến đang phát triển cực kỳ mạnh mẽ thì như vậy ở Việt Nam mình cũng gặp một số cái khó khăn. Đó là cái thói quen sử dụng tiền mặt ở Việt Nam mình còn rất là lớn. Các anh chị thấy là cái đặc thù của Việt Nam mình là những cái vùng nông thôn á, thì nó sẽ chiếm đa số. Như vậy thì cái thói quen cũng như là cái mindset của khách hàng á, người ta cũng khó, hoặc là khi mà người ta tiếp cận thì cũng sẽ có những cái thời gian nhất định. Cái thứ hai nữa là về những cái số lượng công ty mà cung ứng dịch vụ thanh toán trực tuyến được cấp phép tại Việt Nam thì cũng còn đang rất là hạn chế. Như cái số lượng mình thống kê hiện tại thì nó chỉ khoảng hơn 30 công ty thôi. Và như vậy thì cái việc thanh toán, đặc biệt là cái thanh toán xuất khẩu, thì vẫn phần lớn phải dựa vào là các cái hình thức là như em vừa trình bày là TT, LC hoặc là DB. Tại vì các anh chị thấy là cái việc mà thanh toán trực tuyến á, hầu như là về cái giá trị thanh toán á, nó cũng sẽ giới hạn ở một cái mức nhất định. Còn hầu như các cái phương thức xuất khẩu của mình, cái volume, cái giá trị cũng như là cái khối lượng giao dịch nó rất là lớn. Đồng thời là việc thanh toán thì nó sẽ ra ngoài quốc gia, thành ra là vẫn phải dựa trên cái sự hỗ trợ của bên ngân hàng là chính. Một cái khó khăn nữa của các cái doanh nghiệp Việt Nam của mình khi mà xuất khẩu, trong cái việc xuất khẩu đó là mình những cái thông tin về thị trường cũng như là những cái thông tin về khách hàng ở nước ngoài thì mình rất là khó để mà mình kiểm tra và mình bị hạn chế. Khi mà các doanh nghiệp mình mua bán cho bán lẻ hoặc là bán trong nước thì như vậy thì nó đâu đó nó cũng rất là dễ, những cái thông tin của mình nó cũng rất là sẵn. Tuy nhiên là khi mà mình xuất khẩu thì như vậy những cái thông tin mà trên thị trường cũng như là của cái khách hàng, là ông này không biết là ổng uy tín ổng như thế nào, thì cũng là một cái trở ngại rất là lớn. Đồng thời là cái dịch Covid thì các anh chị cũng thấy là nó tác động rất là cực kỳ lớn đến cái hoạt động kinh doanh chung của các cái doanh nghiệp. Như là hầu hết là các cái việc thông quan này nọ nó bị ách tắc, cho nên cái thời gian xử lý thông quan hàng hóa nó cũng bị kéo dài. Đồng thời là cái việc thanh toán nó cũng là kéo dài hơn, cho nên là những cái doanh số bán hàng thì nó cũng sẽ bị sụt giảm rất là nhiều. Song song đó thì các anh chị thấy là một số cái khách hàng của mình là
Bình thường thì thanh toán rất là tốt, tuy nhiên là với cái đợt ảnh hưởng của cái dịch Covid thì người ta cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi những cái khách hàng của bên kia. Như vậy thì người ta cũng yêu cầu là gia tăng cái thời gian trả chậm. Thì khi mà gia tăng cái thời gian trả chậm thì như vậy thì thứ nhất là bên doanh nghiệp mình là mình không yên tâm. Thứ hai là khi mặc dù là mình yên tâm, mình có uy tín rồi thì nhưng mà mình cũng phải cái tiềm năng về tài chính của mình thì mình cũng phải cân đối cái phần đó để mình đáp ứng được cái việc đó, thì để không có làm mất những cái đơn hàng dẫn đến và cái việc sụt giảm doanh thu. Thì dựa trên những cái khó khăn như vậy thì ở đây chúng tôi đưa ra một số cái giải pháp để mà hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp Việt Nam trong cái việc kinh doanh của mình. Thứ nhất là mình sẽ đàm phán cái phương thức thanh toán phù hợp. Phương thức thanh toán phù hợp ở đây thì không phải là không có cái phương thức nào là tốt nhất hoặc là không tốt nhất, mà là mình căn cứ vào cái đối tác của mình cũng như là cái thời gian quan hệ giữa hai bên thì mình có những cái phương thức thanh toán phù hợp nhất để nó giảm thiểu rủi ro cho doanh nghiệp. Cái thứ hai nữa là mình thẩm định trước khi giao dịch mua bán thì mình sẽ thẩm định một cách cực kỳ chặt chẽ về các cái đối tác nhập khẩu qua những cái thông tin khác nhau. Cái thứ ba là mình sẽ phân tán rủi ro qua những cái kênh bán hàng. Thì như anh Phúc bên Innovative Hub vừa trình bày thì bên cạnh những cái kênh truyền thống thì hiện nay thì các doanh nghiệp mình cũng phát triển qua những cái kênh điện tử B2B hoặc là B2C rất là nhiều. Và cái giải pháp tiếp theo nữa đó chính là nâng cao cái năng lực tài chính của mình. Thì sẽ đi cụ thể vào từng cái giải pháp. Đầu tiên là cái giải pháp là đàm phán cái phương thức thanh toán phù hợp. Thì thực ra ở đây như tôi vừa trình bày là các anh chị thấy là mình hiện tại là mình đang thanh toán chủ yếu qua ngân hàng xuất khẩu và ngân hàng của nhà nhập khẩu, và ba cái hình thức chính hiện tại là LC, DB hoặc là TT. Thì như vậy thì các anh chị lưu ý là bởi vì nhiều các anh chị cũng thắc mắc là bây giờ cái ông tôi có một cái ông khách hàng mới và ông yêu cầu tôi là yêu cầu trả chậm, thì như vậy thì chắc là để chắc chắn nhất thì tôi sẽ yêu cầu là thanh toán LC, thì như vậy có đúng hay không? Thì cái câu trả lời ở đây là đúng. Tuy nhiên là các anh chị cũng sẽ lưu ý là bởi vì LC nó là hình thức là nó yêu cầu cái vấn đề thống nhất giữa cái bộ chứng từ và trên cái hợp đồng của mình, và yêu cầu cái tính thống nhất cực kỳ cao. Cho nên nếu như mà các anh chị mình chủ quan, mình nghĩ là nó chắc chắn mà mình không có để ý với những cái chi tiết ở trong bộ chứng từ á, thì những cái lỗi nhỏ của mình á, có thể là bị ngân hàng nhập khẩu người ta bắt bẻ và người ta sẽ từ chối thanh toán LC. Thì đó là một cái ví dụ mà các anh chị nên lưu ý. Hoặc là cái hình thức thanh toán TT chẳng hạn. TT thì thực ra thì nó là chỉ là việc là thông báo và hai bên chuyển tiền với nhau thôi. Tuy nhiên là mình cũng căn cứ vào những cái uy tín của các bên để mình áp dụng cái phương thức này. Cái giải pháp thứ hai là cái giải pháp mà cái thẩm định chặt chẽ các đối tác qua các kênh thông tin. Thì thực ra cái việc đầu tiên khi mà các anh chị bán hàng thì mình phải đặt câu hỏi là tôi bán hàng cho ai, cái ông đó là ai và ông đó là như thế nào. Thì như vậy cái việc thẩm định đó nó là một cái khâu cực kỳ quan trọng và nó sẽ ảnh hưởng tới cái quản lý rủi ro sau này của các anh chị. Thì như vậy thì chắc chắn là các cái doanh nghiệp mình khi mà mình bán hàng trong nước hoặc là mình xuất khẩu thì mình cũng đã có những cái cách nhất định để mà mình thẩm định về những cái uy tín của các khách hàng. Tuy nhiên ở đây thì trên phương diện là đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì tôi cũng có cung cấp thêm một số cái thông tin cho các anh chị. Thì ở đây cũng có một cái website là của olohomes.com. Thì các anh chị có thể, nếu mà không có thời gian, các anh chị có thể chụp màn hình lại ha, để sau đó thì mình sẽ truy cập vào cái trang web này để mà mình xem thêm những cái thông tin. Thì ở đây trên cái màn hình các anh chị, thì khi mà mình vào đây á thì mình có thể kiểm tra được, thứ nhất là cái mức độ rủi ro của cái quốc gia mà mình giao dịch, và cái thứ hai nữa là rủi ro theo ngành nghề nó như thế nào.
Đầu tiên là cái mức độ rủi ro thì ở đây mình sẽ bấm vào cái chỗ là country risk ha, và mình sẽ bấm vào ví dụ là mình bấm là Việt Nam hoặc là Pháp hoặc là Mỹ hay gì đó, thì ở đây nó sẽ hiện ra một số cái thông tin về cái về đánh giá về cái rủi ro theo quốc gia. Và cái thứ hai nữa là về cái sector risk, có nghĩa là về những cái rủi ro về về ngành nghề. Thực ra đối với các doanh nghiệp mà mình kinh doanh mà chỉ có một ngành nghề nhất định thì đôi khi cái này nó cũng chỉ mang tính chất tham khảo thôi. Tuy nhiên là nếu mà những cái doanh nghiệp mình kinh doanh nó nhiều mặt hàng khác nhau chẳng hạn, thì mình có thể tham khảo về những cái thông tin thị trường của ngành nghề nó như thế nào. Đồng thời ở những cái phần thông tin về đánh giá rủi ro này thì trang web cũng sẽ có những cái báo cáo định kỳ theo quý cho các anh chị để tham khảo. Trong đó người ta cũng sẽ highlight ra là những cái quốc gia nào là lên hạng hoặc là xuống hạng. Thì như vậy những cái thông tin này cũng là những cái thông tin rất là bổ ích cho mình khi mà trước khi mình đưa ra cái quyết định là mình có bán vào thị trường đó hoặc là cho cái ông khách hàng đó hay không. Thì ở đây là một cái ví dụ như là Việt Nam của mình nè, thì đang đứng ở mức là C3, là sensitive risk. Thì cái này là chỉ là một cái ví dụ tham khảo cho các anh chị thôi. Thì ở đây các anh chị thấy là ở phần dưới á, thì nó sẽ có rất là nhiều những cái thông tin liên quan, ví dụ thông tin về thị trường hoặc là về về thương mại đó, và những cái về tài chính gì đó. Thì những cái thông tin này các anh chị có thể tham khảo thêm rất là nhiều. Cái ngoài cái vấn đề mà đánh giá về về vĩ mô là về quốc gia hoặc là về cái ngành hàng, thì tiếp theo đó là mình sẽ xem là cái ông khách hàng của mình là ổng là ai, trên thị trường ổng có vị trí như thế nào. Thì cái việc đó là cái việc mà thẩm định cái đối tác mà mình sẽ mua bán là như thế nào. Thì ở đây tôi cũng có đưa ra một cái trang web cho các anh chị tham khảo để mà mình có thể truy cập vào, đó là của Dun & Bradstreet, là một cái công ty rất là nổi tiếng. Và ở đây nó bao gồm dữ liệu của rất là nhiều, hầu hết các cái doanh nghiệp trên rất là nhiều quốc gia trên toàn thế giới ha các anh chị. Đặc biệt là những cái anh chị nào mà mình xuất hàng qua những cái thị trường Mỹ á, thì hầu hết là đều mình hay nghe là mình có cái số đơn á, thì cái thông tin này nó sẽ thể hiện cái mức độ uy tín của các cái doanh nghiệp như thế nào. Ở đây mình cũng sẽ có một cái ví dụ là ví dụ như mình đánh Vinamilk nè, thì các anh chị thấy là cái màn hình nó sẽ hiện ra về cái industry là cái ngành kinh doanh là gì nè, rồi location là cái công ty đó là ở đâu, hoặc là cái country nào nè là ở nước nào, và đồng thời cái sales revenue thì cái doanh số như thế nào. Đồng thời ở đây cái những cái thông tin này là tôi chụp màn hình nó để tham khảo thôi. Tuy nhiên khi mà các anh chị có thể lưu lại cái trang web và sau đó mình truy cập vào thêm, thì nó sẽ có rất là nhiều thông tin bổ ích thêm cho các anh chị. Thì cái phần đó là phần thẩm định thông tin đối với các cái khách hàng. Một cái giải pháp tiếp theo nữa đó là phân tán rủi ro qua các cái kênh bán hàng khác nhau. Thì như các anh chị thấy là thứ nhất đầu tiên là những cái kênh bán hàng truyền thống là B2B hoặc là B2C. Tuy nhiên là hiện tại đối với cái sự ảnh hưởng rất là lớn của cái dịch Covid, thì hiện nay là càng nhiều các cái doanh nghiệp của mình bắt đầu mở rộng cái kênh bán hàng qua những cái sàn thương mại điện tử ở Việt Nam cũng như là ở quốc tế, để mà phân tán cái rủi ro, đồng thời là đa dạng hóa cái nguồn doanh thu của mình hơn. Song song đó thì các doanh nghiệp mình cũng có thể đẩy mạnh và phát huy hiệu quả của các cái nền tảng thanh toán trực tuyến trong bán hàng. Một cái giải pháp cũng cực kỳ quan trọng đó là nâng cao năng lực tài chính. Nâng cao năng lực tài chính là như thế nào? Trước tiên khi mà mình kinh doanh thì mình phải có một cái năng lực tài chính nhất định. Tuy nhiên là ở cái khía cạnh này thì tôi muốn trình bày về thứ nhất là mình về chủ động về cái nguồn vốn tự có của mình trong kinh doanh. Và cái thứ hai nữa là mình có thể tiếp cận những cái nguồn tài trợ vốn từ các tổ chức ngân hàng cũng như là tổ chức tài chính trong và ngoài nước, hoặc là những cái công ty fintech hiện nay. Bởi vì các anh chị thấy là
Thực ra ngân hàng là một cái kênh rất là truyền thống và cũng rất là cơ bản, và nó cũng có rất là nhiều những cái gói ưu đãi cho các cái doanh nghiệp. Tuy nhiên là một số cái phương thức hiện đại hiện nay nó sẽ cải thiện về mặt giấy tờ, hồ sơ cũng như là thủ tục, thì các cái doanh nghiệp nhà mình cũng đang tiếp cận những cái thông tin đó rất là nhiều để mà tiếp cận thêm những cái nguồn vốn trong kinh doanh của mình. Thì về cái khía cạnh là cái nguồn tài trợ vốn từ các cái công ty fintech thì tôi cũng xin giới thiệu với các anh chị là một cái mảng nhỏ của công ty Velotrade là chuyên tài trợ về những cái nguồn vốn cũng như là những giải pháp tài chính cho các cái công ty, đặc biệt là các doanh nghiệp xuất khẩu vừa và nhỏ. Thì như vậy là Velotrade là ai? Là một cái công ty công nghệ tài chính hàng đầu tại Hồng Kông. Và Velotrade sử dụng cái nền tảng công nghệ tài chính được cấp phép bởi Ủy ban Chứng khoán và Hợp đồng Tương lai SFC của Hồng Kông. Cái hoạt động chính là cung cấp những cái giải pháp về tài chính rất là hiệu quả cho các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là các doanh nghiệp SME. Hoặc là tài trợ bán hàng trên những cái sàn thương mại điện tử. Thì ở đây đầu tiên là về cái hình thức là tài trợ hóa đơn xuất khẩu. Các anh chị có thể nhìn thấy là ở đây Velotrade là thực hiện trên cái platform. Thì khi mà các doanh nghiệp nhà mình xuất khẩu thì mình có thể đưa bộ chứng từ và sau đó là mình sẽ được nhận tài trợ. Cái quy trình là như sau. Các anh chị thấy là khi mà mình có giao dịch mua bán với lại bên mua bên nhà nhập khẩu, thì ngay khi mình giao hàng và đối tượng là mình giao hàng đối với những cái phương thức là thanh toán TT trả chậm từ 30 ngày trở lên, thì ngay khi mình giao hàng mình có bộ chứng từ và bill of lading, thì mình có thể gửi cái bộ chứng từ đó cho Velotrade và ngay lập tức Velotrade sẽ tạm ứng là 80% trên cái giá trị hóa đơn đó. Và sau đó thì khi mà nhà nhập khẩu người ta thanh toán tiền thì Velotrade sẽ trừ lại cái phần thanh toán và thanh toán ngược lại cái phần còn lại 20% cho các anh chị. Đối với cái sản phẩm là cái dịch vụ là tài trợ bán hàng trên sàn thương mại điện tử, có nghĩa là B2C, thì các anh chị thấy là nó cũng sẽ tương tự, có nghĩa là trong trường hợp nó hơi khác một chút là các doanh nghiệp mình sẽ giao hàng cho cái kho của sàn, có cái sàn thương mại điện tử. Thì như vậy khi mà bên sàn thương mại điện tử người ta xác nhận về cái giá trị hàng hóa thì Velotrade sẽ tài trợ là đến 100%, tức toàn bộ trên cái giá trị đó. Và sau đó là quá trình mình bán hàng, cái này mình bán B2C cho nên là có thể quá trình nó sẽ kéo dài 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng gì đó. Thì cứ mỗi định kỳ thì theo cái doanh thu thực tế chuyển về, và cái phần này mình sẽ tính trên cái phần dư nợ giảm dần và dựa trên cái doanh số bán hàng của mình. Thì ở đây là cái bản chụp của cái platform khi mà mình sẽ giao dịch trên cái platform của bên Velotrade. Thì như vậy các anh chị thấy là cái lợi ích nó mang lại là như thế nào. Thì thứ nhất là các cái hình thức mà tôi vừa trình bày vừa rồi á, thì thứ nhất là cái hình thức này là không cần là tài sản đảm bảo, thì nó sẽ khác với cái kênh truyền thống hiện nay là như của các ngân hàng. Cái thứ hai nữa là cái tỷ lệ ứng trước là lên đến 80% đối với cái giá trị khoản phải thu hoặc là cái giá trị hóa đơn của mình. Cái thứ ba nữa là nó sẽ giảm thiểu rủi ro cho các anh chị trong hoạt động xuất khẩu. Có nghĩa là Velotrade sẽ có một cái bên thẩm định về uy tín của bên mua cũng như là đánh giá về những cái rủi ro trong cái giao dịch thương mại của mình. Cái tiếp theo nữa là cái điều kiện thì rất là dễ dàng và nhanh chóng. Như các anh chị thấy là toàn bộ những cái quy trình vừa rồi thì tất cả là đều thực hiện bằng trực tuyến và online. Và đồng thời thì qua cái việc mà tài trợ như vậy thì các anh chị, các doanh nghiệp có thể là nâng cao cái khả năng cạnh tranh của mình, đồng thời là tối ưu hóa cái nguồn vốn kinh doanh. Bởi vì hiện nay là một số vấn đề mà rất là nhiều doanh nghiệp gặp phải là khi mà cái quy mô bán hàng của mình ở một cái mức nhất định với lại cái giá trị giao dịch nó tăng lên, thì hầu hết là các khách hàng là mình đều yêu cầu trả chậm.
thì như vậy trả chậm nó sẽ dẫn đến cái bài toán là thiếu hụt cái nguồn vốn trong kinh doanh. Và như vậy thì một là mình phải sử dụng vốn tự có, hai là mình phải sử dụng những cái đòn bẩy từ những cái kênh khác nhau để mà mình tài trợ cho cái nguồn vốn lưu động của mình. Dạ rồi, thì vừa rồi là cũng kết thúc cái bài trình bày của tôi ha. Thì nếu các anh chị doanh nghiệp có câu hỏi gì thì các anh chị có thể đặt câu hỏi mình trao đổi thêm ạ. Xin mời câu hỏi đến từ đại diện các doanh nghiệp. Các chị có câu hỏi không ạ? Tổng thể là đại diện các doanh nghiệp mà đang cùng theo dõi buổi tập huấn thông qua nền tảng Zoom có thể raise hand cũng như là đặt câu hỏi trên cái phòng chat để ta tổ chức có thể thu nhập được những cái câu hỏi và đặt cho giả. Bên ban tổ chức cũng có nhận được một câu hỏi đến từ đại diện doanh nghiệp. Câu hỏi như sau: hình thức thanh toán số được coi là hình thức thanh toán hiện đại sẽ được thay thế tiền mặt, thuận tiện, an toàn hiện nay và tương lai. Vậy tại các nước phát triển họ áp dụng hình thức thanh toán số này như thế nào đối với các doanh nghiệp xuất khẩu, đặc biệt là ở thị trường Âu và Mỹ? À, cảm ơn anh. Cảm ơn câu hỏi của anh. Thì như cái phần của tôi vừa trình bày thì các anh chị cũng thấy là cái xu hướng thanh toán số là một cái xu hướng tất yếu cho những cái nước phát triển, đặc biệt là như Việt Nam hiện nay. Các anh chị thấy là cái tỷ lệ mà thanh toán không dùng tiền mặt ở mình thì cũng đang rất là thấp so với những cái nước phát triển khác. Thì hiện tại thì như câu hỏi của anh thì trên cái thị trường Mỹ hoặc là thị trường châu Âu thì hiện tại cái cổng thanh toán trực tuyến được áp dụng cực kỳ là mạnh mẽ luôn. Ví dụ một số các cổng thanh toán trên thế giới như là Payoneer hoặc là PayPal đó, hoặc là một số các cổng thanh toán khác thì hầu như là nó cực kỳ phổ biến đối với các khách hàng, kể cả thị trường bán buôn cũng như là cái thị trường bán lẻ. Đặc biệt là chia sẻ thông tin với các anh chị là một cái ví dụ điển hình là ngay gần mình là cái thị trường bên Trung Quốc thì có một cái cổng thanh toán trực tuyến nó cực kỳ là phát triển rất là mạnh mẽ, đó là cái Alipay. Alipay thì là với cái dịch vụ thanh toán trực tuyến Alipay á, thì các khách hàng là B2B và kể cả B2C có thể thanh toán qua Alipay mà không cần tài khoản ngân hàng cũng như là không cần thẻ ngân hàng luôn. Đó thì cái đó là một cái ví dụ rất là điển hình về cái việc thanh toán ở những cái nước trên thế giới. Tuy nhiên là ở Việt Nam mình thì cái việc mà cái những cái cổng thanh toán trực tuyến thì chủ yếu đang hiện tại áp dụng mạnh cho cái thị trường là B2C, ví dụ như là Momo hoặc là ZaloPay. Thì đối với các cái hình thức là mình đối với các doanh nghiệp xuất khẩu thì chủ yếu mình cũng sẽ thanh toán qua những cái phương thức thanh toán truyền thống giữa ngân hàng nhà xuất khẩu và những ngân hàng nhà nhập khẩu là TT hoặc là LC hoặc là DB. Vâng, xin cảm ơn bà. Vâng, xin mời ạ. Để chị thay dùng cái micro đó. Dạ, xin chào tất cả các đại diện từ phía các doanh nghiệp. Em là Huyền, đến từ công ty cổ phần phát triển Neo. Doanh nghiệp em là một doanh nghiệp xuất khẩu. Thì như chị trao đổi về vấn đề sự hỗ trợ của Velotrade, em muốn hỏi cụ thể hơn về vấn đề hỗ trợ. Khi mà bên em có một đơn hàng xuất thì Velotrade đứng vai trò là người thẩm định đối với lại cái bộ hồ sơ của bên em, thì cái quá trình thẩm định nó được thực hiện như thế nào? Là câu thứ nhất. Và câu thứ hai là trong quá trình thẩm định đó thì đơn vị bên em nếu mà được pass rồi thì để được hỗ trợ 80%, đúng không ạ? Yeah. Lên đến 80%. Và sau khi thanh toán thì bên em sẽ từ cái giá trị giao dịch sẽ được trừ 80%. Thì em thật sự là một doanh nghiệp thì em muốn hỏi rằng đối với cái sự hỗ trợ đó thì Velotrade sẽ được gì từ sự hỗ trợ này? Dạ, cảm ơn chị. Cảm ơn câu hỏi rất là hay của chị Huyền, phải không ạ? Dạ, đúng. Dạ.
Đầu tiên là em xin trả lời từng câu một ha. Cái câu hỏi thứ nhất của chị là em xin phép được lặp lại là quá trình là Velotrade thẩm định cho doanh nghiệp mình là như thế nào? Thì em xin trả lời là cái sản phẩm là bên em gọi là invoice financing á, có nghĩa là tài trợ trên cái hóa đơn xuất khẩu. Thì như vậy thì chắc chắn là mình dựa trên cái việc mà kinh doanh của mình, thì đầu tiên là chị sẽ lựa chọn ra một cái đối tác và mà bên chị dự định là sẽ đề nghị Velotrade tài trợ mình, và chị sẽ gửi cái thông tin đó cho bên em, và bên em sẽ tiến hành thẩm định về cái đối tác mua hàng của chị. Thì ví dụ như những cái doanh nghiệp Việt Nam, người ta sẽ thẩm định về báo cáo tài chính của công ty mình. Đó, thì như vậy thì bên em nó sẽ mang một cái góc nhìn nó sẽ khác hơn. Đó là bên em sẽ thẩm định về cái uy tín, cũng như là thẩm định cái ông khách hàng của mình á, xem ông đó như thế nào. Thì trong cái bài trình bày của em nó cũng sẽ có một số cái công cụ, thì những cái đó chỉ là những cái bước cơ bản của mình khi mà mình muốn truy cập, mình check đối với những cái doanh nghiệp nào thôi. Tuy nhiên bên em có những cái bên thẩm định chuyên sâu hơn để mà đã thẩm định về cái uy tín của các đối tác đó. Và sau khi mà bên em thẩm định xong thì bên em sẽ duyệt đối với cái đối tác nhập khẩu của chị, thì bên em sẽ có quyết định phê duyệt là mình sẽ tài trợ tối đa là 80% trên cái đơn hàng của mình. Xin phép ngắt lời bạn một xíu là mình vẫn chưa rõ lắm về vấn đề thẩm định á. Tức là bạn biết không, khi mà mình giao dịch mua bán đối với đối tác của mình thì vấn đề bảo mật thông tin khách hàng là một vấn đề. Thì cái này đối với lại Velotrade thì mình đã cung cấp thông tin cho Velotrade. Cái vấn đề thẩm định cái bảo mật thông tin đó chị, thì thực ra về nguyên tắc thì nếu mà mình trao đổi với nhau thì tụi em vẫn sẽ bảo mật. Tuy nhiên nếu mà thực ra tụi em cũng đã làm với rất là nhiều doanh nghiệp thì người ta cũng sẽ quan tâm đến vấn đề này, thì mình sẽ ký một cái hợp đồng về bảo mật thông tin giữa hai bên nha chị, để đảm bảo là những cái thông tin đó chỉ là được bảo mật tuyệt đối giữa hai bên. Bởi vì chắc chắn là bên thẩm định bên em là sẽ phải biết rồi. Tuy nhiên là về để mà nó engage giữa hai bên thì mình sẽ có cái thỏa thuận về bảo mật thông tin của hai bên, mình sẽ ký trước khi mà bên công ty cung cấp thông tin cho bên em. Cảm ơn bạn. Ok, mình cảm ơn bạn. Dạ, cảm ơn chị. Về vấn đề thứ hai thì như thế nào ha? Sorry, chị có thể lặp lại câu hỏi thứ hai được không ạ? Ok, thì vấn đề thứ hai tức là sự hỗ trợ với lại Velotrade đối với doanh nghiệp xuất nhập khẩu trong trường hợp về tài chính như thế này thì mình cảm thấy rất là tốt. Thì không biết là đối với Velotrade thì cách thức hoạt động của Velotrade như vậy thì cái giá trị gì sẽ đạt được khi mà Velotrade hỗ trợ các doanh nghiệp? Cảm ơn chị. Câu hỏi này thực sự rất là hay, bởi vì là thực ra là Velotrade ở đây nó cũng sẽ giống như là nó cũng sẽ giống như ngân hàng, nhưng mà nó có nghĩa là trên một cái góc độ khác. Thì như vậy khi đối với cái vấn đề tài trợ này, dĩ nhiên cái việc được á, nó sẽ đến từ hai phía. Thứ nhất về phía doanh nghiệp thì mình sẽ tiếp cận được cái nguồn vốn, đồng thời mình sẽ giải quyết được cái bài toán về vốn của mình. Cái thứ hai là về Velotrade thì Velotrade sẽ mang đến cái dịch vụ nhiều hơn đối với các doanh nghiệp Việt Nam, và đồng thời là như chị thấy là các cái quá trình mình làm là tất cả là đều online, thì bên em muốn mang cái công nghệ đó, đồng thời là bên em cũng sẽ thu phí trên cái việc tài trợ này. Thì đó là cái quan hệ giữa hai bên. Bởi vì sao? Bởi vì thực ra như chị Huyền quan tâm là cái vấn đề thẩm định á, cái khó khăn của các doanh nghiệp mình á là mình chỉ thẩm định được các doanh nghiệp là ở trong lãnh thổ Việt Nam thôi. Thì cái việc mà mình xuất khẩu những cái thị trường ở nước khác thì mình cũng sẽ rất là khó khăn. Thì Velotrade có thể hỗ trợ các doanh nghiệp mình ở cái khía cạnh đó.
và đồng thời là tụi em cũng sẽ, bởi vì thực ra là cái thị trường Việt Nam là một cái thị trường mới, tuy nhiên là cái hình thức hoạt động của VeloTrade cũng đã quen thuộc rất là nhiều ở những cái thị trường như là Hồng Kông, Trung Quốc hoặc là Đài Loan hoặc là Thái Lan, thì như vậy thì càng có nhiều cái doanh nghiệp Việt Nam sử dụng dịch vụ thì cái việc kinh doanh của VeloTrade sẽ càng phát triển và mở rộng hơn chị. Xin cảm ơn phần giải đáp của bạn và cảm ơn phần chia sẻ rất chi tiết. Nếu còn câu hỏi gì thì chắc là sau cái buổi này thì mình có thể trao đổi thêm ạ. Sau buổi tập huấn thì còn một phần hỏi đáp chung nữa thì các anh chị có thể dành một câu hỏi đó cho phần hỏi đáp chung cuối cùng. Và tiếp theo thì tôi xin trân trọng kính mời bà Chu Cho, chuyên gia thương mại điện tử Singapore, chia sẻ về nội dung kinh nghiệm thực tế của Singapore ứng dụng nền tảng công nghệ thông tin trong hoạt động xúc tiến thương mại. Welcome Joey to attend this presentation today. Please say hi to the other attendant here, please. Rất là hân hạnh được tham dự vào buổi event ngày hôm nay trong chương trình tập huấn của Hiện Trai cùng với Innovative Hub. Thì tôi đại diện cho Innovative Hub Singapore, tôi là Joey Chu, và tôi rất là hân hạnh được chia sẻ các phần video giới thiệu về chương trình ngày hôm nay cũng như là sau phần trình bày của Ken về thương mại điện tử. Thì do là một số cái lý do về dịch bệnh cho nên tôi không thể có mặt ở hiện trường ngày hôm nay, cho nên là tôi đã gửi một cái video clip để ghi về cái phần chia sẻ của mình. Thì hy vọng là sau cái phần chia sẻ đó thì mọi người có bất kỳ câu hỏi nào cũng như là có phần quan tâm nào thì có thể đặt câu hỏi cho tôi. Xin chân thành cảm ơn. Online store, and 74% have purchased the product online.
You can see the penetration rate is quite high, and in Singapore nowadays, especially here, there's a typical pyramid high. Everybody is shopping online, and many traditional business switch to online by choice. This COVID-19 situation actually helps Singapore SMEs to transform and to accelerate the digitalization process. Let me also share with you Singapore e-commerce competitive landscape. This is not the latest chart, but roughly you can have a sense about Singapore e-commerce market. We can broadly differentiate it by B2B, B2C, and C2C in terms of e-commerce platform. If we talk about B2C, definitely we will be talking about Lazada, Shopee, and Qoo10. I know in Vietnam, Lazada and Shopee also the top two leading e-commerce B2C platform. But if we talk about B2B, I think generally in Singapore, only Alibaba.com is most people use one. And Singapore government also have like a lot of fundings and grants to support SMEs on these B2B e-commerce projects. Many times, I think SMEs are thinking, which way should we go, B2B or B2C? I should say it really depends on your products or strategy. But some interesting points we have been discovered over the last few years. There is a significant shifting trend from B2C to B2B nowadays. Based on Magneto's report, B2C e-commerce sales is expected 2.3 trillion and B2B e-commerce sales is 7.7 trillion. You can see the differences in market size is around 234%. And if we take a closer look into the B2B growth rate by selling a channel, especially highlight retailer when they shift to B2B online sales, you can see the differences between 2016 and 2017 is around 26.6%. But if you ask me, I'm thinking generally in Singapore, most of the SMEs, they won't choose just one of the ways to go. They will try both B2B and B2C at the same time. Now, let me share a bit about my company, Innovative Hub, and what we have done in Singapore market. Also, how we can help more SMEs in Vietnam by replicating what we have done for Singapore SMEs. Okay, it's our company mission that be it in Singapore or in Vietnam, that we would like to empower business connectivity globally through digitalization. So it is also during this period of time that a lot of like companies will feel the need to digitalize and the need to globalize. Because most of the countries we are hit by the COVID-19 situation, so it's also a pity that, I cannot be meeting all of you in person, rather we have to do this online. But it is also, it is also this period that people realize how important and how convenient online is for business or for everything to keep on moving. Okay, so like what I've mentioned, we have three very strong objective and focus: empowering, digitalization, and globalization. When we talk about digitalization, as a business owner, most of the time we have many questions when we want to start digitalization or when we want to spend. Like we will ask ourselves, should I try e-commerce or traditional offline? Should I do it domestic or should I go for global markets? Should I do wholesale or retail, or whether now is the right time to do so? How about the supply chain? Can I source or can I find the right logistic solutions to export? Or if I want to do e-commerce, which are the platform I should choose? Should I start now? Or is this digitalization can solve my current problem? What's the ROI for this? And any consultant or any like service provider out there can help me? All these questions, they bring us to some of the pain points that we have realized throughout these 4 to 5 years in Singapore market. Some of the pain points that SME will have include no e-commerce knowledge, no e-commerce talent, and they are only familiar with local domestic market. And for your info, Singapore is definitely a really small domestic market. And if compared to Vietnam, so most of the Singapore companies, they do not have experience with international trading, which I think maybe for Vietnam companies in this area,
you may be more experienced than some of the Singapore SMEs. So Innovative Hub, being in your local market for many years, we have a comprehensive solutions that we usually engage the SMEs during the first few meetings so that they are able to have a clearer mindset on how to move into e-commerce or how to build on their own e-commerce capability. So as you can see, we basically divide our solutions into four main categories. Number one, of course, we need to have a capability diagnosis of the current situation of the SMEs. Because without knowing where we stand now or how we are doing now, it is difficult for us to propose a logical and comprehensive solutions for us to move into the global market or the digital arena. Okay, so of course, the first thing we do is the one-to-one consultation to diagnose the capability of each company. Then we will, of course, provide onboarding and value-added service to help you and your company, your product or your business to go into the internet space to have an online presence. So after we help you onboard, do all the necessary online homework, we will also provide you with the customized training so that you are able to have business continuity with your own company. Last but not least, of course, just now my colleague Ken may also mention that there are actually many cross-border logistics solutions that a company can adopt so that when you have clients from USA, from anywhere in the world, there will be a suitable logistics solution to help you export your products to the buyer. Okay, so in capability diagnosis, there is much more details because we have to start from all these factors of whether your company, whether they have the capability or they already have the ability to go into this internet space. So number one, of course, we start with e-commerce sense. I'm not sure how many of your staff you think that actually has some experience with the e-commerce. So if you have someone who is capable in doing e-commerce, that's really, really a bonus. But are you, as a business owner, are you willing to use this person to focus on the digital marketing needs of your company? Then followed by what will be the operational needs to engage this person into fulfilling your digitalization needs? And what is the strategy and how much of your company's strengths are you willing to allocate in order to expand your business into the digital space? Last but not least, of course, it is the experience that we need to talk about. The experience of the people that's going to do this job and whether they have trading experience, because like B2B marketplace, we need to have some trading experience so that you know how to deal with the global buyers. So all this will be captured in the capability diagnosis report. That is the first step that we do when we're engaging with the SMEs. So you can have a look on this is the more detailed report that we do. So to let you have a feel on how we actually go into all these diagnose factors, as you can see, we basically put some gradings as on whether the company has e-commerce capability, experience, your company's strengths, and the intention to expand, and also some of the branding and awareness that your company already has. Just now, I also mentioned a little bit on training that we do. Based on our experience in Singapore, some of the SMEs, when they with us for the first year, basically we do a lot of things for them. We help them set up everything, but moving on to the second year, they will have problems for this digital continuity because the knowledge and the skills are not passed on to the internal staff of their companies. So when you need to bring in somebody else to relearn everything again, that's where a lot of SMEs, they will take a break from the digital journey because the first year, you know, you do everything nicely because the experts help you to do so. But when you come to the second year, you didn't continue this effort and knowledge. That's where a lot of companies forget about this thing called training. So that the reason why we are very focused on training, we have our training almost twice every month online. So as long as you are engaging with the service of Innovative Hub, there will be a training catered for you and your staff to pass the knowledge and skills.
So these, as you can see, are some of the training topics that we host. And all these trainings are actually very vital to not only for B2B e-commerce, but also for, even if you are making your own website or even you are using B2C marketplaces. Okay, so we usually also, not only online, we also prefer direct engagement with the customers. So offline, once a week, we also holding training for SME and their staff. So you can tap on all these trainings that the knowledge can continue with your staff even after the second or third year into the digitalization journey. After sharing about what we can do and what we have already done for Singapore SME, or moving forward, hope we can, you know, have engagement with more Vietnamese companies so that we can also help you to start a journey. Now I'm going to share a real case study of a very typical traditional offline customers that we have in Singapore. So this company is called Abundex Singapore International. And this company is run by, I can say that it's a only one-man show company. That's how we usually call in Singapore. One-man show meaning that the boss is doing everything. Everything from business engagement, from customer service, from online presence, from closing the deal, from servicing the customer, from issuing the invoice. Everything is done by the boss himself and it's a trading company. Okay, so he's totally not familiar and has no internet or computer skills at all. Later, I will share maybe a little bit on, you know, when we engaging him for a new initiative on the B2B marketplace, that's how much he don't know about the internet and computer. Okay, so on internet, right? One very important thing is the outlook and the impression of the company when a buyer or someone first search for the company. So it's like for example, Abundex Singapore. This website is actually done by our team. You can see that at one glance, you'll be able to tell what the company is doing and what kind of product they are selling. Based on the website, obviously they are selling oil, right? All kind of cooking oil. Okay, first thing first, we need to build their internet presence for this customer. So we created, of course, this beautiful website for him so that when anybody search for this company or search for the relevant products, this is what they're going to see on the internet. Then, of course, we help him to onboard the world's largest B2B marketplace. And this marketplace, you're expecting buyers from about, 200 or more countries. With the website you see just now, now they are able to have at least 70 to 100 leads per month for their cooking oil and some coffee products from the region like Asian region and Middle East region. This is a testimonial by the customer himself. He's very happy that we are able to help him to grow his business with minimal effort. Minimal effort meaning traditionally, I know we all attend trade shows and do exhibitions. But now without the need to travel, anyway, we cannot travel now, right? So now without the need to travel, just by having an online shop, he's able to generate 70 to 100 inquiries a month. I think this is very good for a small company like him. As I mentioned just now, that's a new initiative that we engage him in, which means we recommend him and I'm sure most of us, we shop on B2C marketplace, right? So B2C marketplace all along, they have already been doing live streaming, as in they will sell their products online live so that you can engage and ask questions with them immediately. For B2B, we have just started this like maybe last quarter. We have start doing this new initiative for our customer as well. And you see someone who have no internet or computer skills, he's already doing his first live stream in June. And just now I mentioned, I need to tell you how he don't know, right? He can't even on the live stream function on his computer and phone. So I also have to thank my Singapore staff because they really helped him a lot. And they do this thing together.
Now, this customer, he's very confident to do live stream inside B2B marketplace himself. So this is very interesting and motivating. After he did the live stream, I think his inquiry has increased like maybe 3 times or more. So he has more inquiries now and he's able to engage directly with the buyers, with the B2B marketplace. Yeah, so we can also engage this customer in like sourcing event. Okay, for Innovating Hub, because we have presence in both Singapore and Vietnam. So every once in a while, we would like to do these sourcing events so that the buyers or sellers from either countries, we can network and discuss and see how we can be each other's distributor or maybe can buy from each other. These are the past two events we did for Singapore suppliers to sell in Vietnam and for Vietnam suppliers to try to sell in Singapore. So this customer, back to the earlier slide, right? If I need to remind you, he's a one-man show running a trading company and not familiar with internet or computer skills. So we actually helped him until today, and we helped him to, you know, also using online tools to directly talk to Vietnam buyers throughout the B2B online matching sections. So, I think it's really an achievement for Innovative Hub's team and for the customer himself. So today the customer remained very close communication with us, and whenever there's a events or online event he can register, he will always register. I think this is really an achievement for us and customer himself. So today the customer remains very close communication with us, and we will always participate in any online, you know, like any new initiative that will help his business. So I believe for Vietnam SMEs, I think most of you should be definitely better than him. Like, you know, like one man show and totally have no computer knowledge at all. But, you know, to wrap it up, a customer like him can even enjoy the benefit of being online. So I'm sure for you, you should also start to thinking like how you should start to plan your online digitalization and how maybe we can help you along this journey. Okay, so how do we help you along this journey? Number one, I think we need to identify your audience, because as a business, of course, right, we have our own marketing plan. Câu hỏi liên quan đến việc xúc tiến thương mại trong
Cái nền tảng thương mại điện tử và cái hội chợ triển lãm online thì đều là một cái kênh thu hút lượng truy cập và giúp cho các doanh nghiệp có thể đăng sản phẩm cũng như là trình chiếu cái gian hàng của mình lên trên các nền tảng này. Một cái sự giống nhau thứ hai là đây là đều nơi là nơi giúp doanh nghiệp tìm kiếm các khách hàng tiềm năng của mình. Và cái thứ ba là đều là một cái xu hướng thương mại điện tử và áp dụng cái công nghệ thông tin vào cái việc xúc tiến thương mại. Tuy nhiên có một sự khác biệt cơ bản giữa cái nền tảng thương mại điện tử và cái việc các nền tảng hội chợ triển lãm online. Thì cái điều đầu tiên á, là sự khác nhau và cơ bản về quy mô, thời gian cũng như là chi phí. Thứ nhất, về cái nền tảng thương mại điện tử thì thông thường thì các doanh nghiệp có thể đăng tải sản phẩm của mình với số lượng không giới hạn. Và chi phí bỏ ra theo tôi thì nó tương đối phù hợp. Tại vì cái chi phí bỏ ra có thể tính là một năm thì quy cho cùng thì nó vẫn sẽ rất là hợp lý so với lại cái việc mà mình tham gia các hội chợ triển lãm. Một cái điều khác nữa là cái hội chợ triển lãm thì sản phẩm của các doanh nghiệp họ mang tới cái hội chợ triển lãm online này thì cũng chỉ là sản phẩm mang cái tính họ giới hạn một số cái sản phẩm chủ lực thôi, và cái thời gian cho cái việc tổ chức hội chợ triển lãm online thì nó rơi vào khoảng chỉ giới hạn trong khoảng từ 4 cho 5 ngày. Còn cái gian hàng trực tuyến của mình thì nó tồn tại liên tục trong vòng 1 năm. Thì đó là sự khác biệt theo tôi. Thì để trả lời câu hỏi thứ hai là cái hiện nay trên thế giới và Việt Nam có hội chợ trực tuyến nào có quy mô khu vực toàn cầu, đơn vị tổ chức như thế nào, ở nước nào? Thì theo tôi hiểu á, thì hiện nay ở bên phía các quốc gia khác thì họ có một số cái hội chợ triển lãm trực tuyến khá là lớn. Ví dụ như là bên phía Trung Quốc thì họ có cái hội chợ Online Control Fair được tổ chức vào mùa xuân. Thì cái hội chợ này khá là lớn, thì nó có khoảng hơn 500 doanh nghiệp tham gia và được tổ chức ở Trung Quốc. Thì họ thu hút tất cả các đối tượng doanh nghiệp, không chỉ riêng ở Trung Quốc, và tất cả các doanh nghiệp trên thế giới họ muốn xuất hiện ở cái hội chợ này. Thì nếu quý vị doanh nghiệp có muốn thông tin cụ thể hơn thì có thể liên hệ với ban tổ chức, thì tôi sẽ cung cấp thêm một số thông tin về cái hội chợ Online Canton Fair này cho quý vị. Riêng về phía Việt Nam thì theo tôi được biết có một cái hội chợ triển lãm được mang tên là HOPE, từ viết tắt của cái tên là Hawa Online Platform Exhibition, được tổ chức bởi phía Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ của Việt Nam. Thì đây là một cái hội chợ có cái sự tham gia của từ 50 cho đến 100 cái gian hàng. Và ở bên phía Ấn Độ thì cũng có một cái hội chợ là Virtual Healthcare and Hygiene Expo, có nghĩa là hội chợ về sức khỏe và chăm sóc cá nhân. Thì cái hội chợ này cũng thu hút được 150 doanh nghiệp tham gia, và cái tổ chức là Liên đoàn Phòng Thương mại và Công nghiệp của Việt Nam tổ chức cùng với Ấn Độ cũng thu hút được khoảng 150 doanh nghiệp tham gia vào cái đợt vừa rồi. Thì đó là một cái số thông tin cơ bản mà tôi có thể cung cấp cho quý vị ngay thời điểm bây giờ. Thì về phía quý vị có muốn thêm nhiều cái thông tin về các hội chợ thương mại online thì quý vị có thể liên hệ với bên phía ban tổ chức.
Thì ngoài ra một số cái nền tảng thương mại điện tử như hồi nãy chị Chu Y có chia sẻ thì họ cũng đã bắt đầu họ xây dựng cái nền tảng mà có thể áp dụng cái xúc tiến thương mại điện tử và thông qua cái hội chợ triển lãm online ở trên một số cái nền tảng. Họ bắt đầu từ những cái nền tảng B2C trước, có nghĩa là khách hàng được trải nghiệm bằng những video clip mà cái người bán hàng họ trực tiếp họ trình chiếu cái sản phẩm của họ. Và trong quý vừa rồi á, một trong những cái nền tảng thương mại điện tử B2B lớn nhất trên thế giới thì họ cũng đã bắt đầu họ xây dựng cái hội chợ online, có nghĩa là họ cho phép các người mua hàng mình trình chiếu, mình show những cái sản phẩm của mình. Thì đó là cái thông tin có thể cung cấp cho quý vị trong thời buổi bây giờ. Xin cảm ơn. Tôi xin cảm ơn về phần cung cấp thông tin rất là giá trị vừa rồi liên quan đến các hội chợ online. Để biết thêm các hội chợ online thì các quý vị có thể gửi email để ban tổ chức hoặc được tiếp tục cung cấp thêm thông tin liên quan đến hội chợ online trên toàn thế giới. Vâng, về câu hỏi số 2 tôi cũng có nhận được là câu hỏi như sau: làm thế nào để tăng độ hiển thị của tài khoản khi người mua tìm kiếm sản phẩm? Xin cảm ơn. Làm thế nào câu hỏi này chắc là giao cho bên tổ chức rồi liên quan đến hội chợ online. Anh có thể đặt câu hỏi một xíu được không? Để biết thêm các hội chợ online thì quý vị có thể gửi email để đăng ký hoặc là như tôi có chia sẻ vừa nãy, cái việc tăng cái độ hiển thị của người mua trên câu hỏi số 2 thì bài đăng sản phẩm chất lượng làm thế nào để tăng độ hiển thị khá là quan trọng. Thì bài đăng sản phẩm nó sẽ bao gồm hai phần. Phần đầu tiên là chất lượng của hình ảnh. Phần thứ hai, nội dung của sản phẩm phải phù hợp. Ngoài ra, nếu như mà doanh nghiệp họ kinh doanh vào những cái mặt hàng mà mang tính cạnh tranh khá là cao và thậm chí là hot trên những cái nền tảng, ví dụ ngành thực phẩm và đồ uống chẳng hạn, ví dụ cụ thể là ngành cà phê đi, thì đây là một ngành sản phẩm khá là tốt, có thể xuất khẩu được trên những cái nền tảng thương mại điện tử B2B. Tuy nhiên, do cái sự cạnh tranh rất là gay gắt của những cái bạn hàng hoặc là những đối thủ khác, thậm chí ở những đất nước ngoài, thì quý doanh nghiệp cũng nên cân nhắc đến một trong những cái phương pháp. Có nghĩa là mình sẽ bỏ chi phí ra, mình chạy những cái quảng cáo bằng từ khóa, hoặc là mình mua những cái thông cái gói sản phẩm của những cái nền tảng thương mại điện tử để mà họ chạy cái từ khóa marketing thông minh. Thì đó là một trong những cái phương pháp nhanh nhất và hiệu quả nhất để mà tăng cái độ hiển thị của sản phẩm của mình cũng như gian hàng của mình. Thì ngoài ra, nếu như mà doanh nghiệp không có quá nhiều về chi phí để bỏ vào cái việc chạy quảng cáo bằng từ khóa, thì cái hình thức mà tăng cái ranking mình gọi là organic ranking ấy, thì được giải thích như sau. Có nghĩa là như hồi nãy tôi có chia sẻ là cái vấn đề về tỷ lệ phản hồi, điểm sản phẩm, để quy ra được cái star rating của gian hàng, thì đó là cái cách mà giúp cho cái việc tăng cái hiển thị sản phẩm lên. Nếu như khách hàng không có quá nhiều về chi phí thì khách hàng có thể chạy bằng phương pháp là tăng cái organic ranking của mình lên. Đó là những cái cách mà mình tăng cái độ hiển thị của sản phẩm của mình lên trên nền tảng thương mại điện tử. Xin cảm ơn ạ. Với các anh chị tham gia chương trình tập huấn trực tiếp ở đây, có cái câu hỏi nào liên quan đến việc thanh toán cũng như là các hội chợ và những hoạt động xúc tiến thương mại online không ạ? Tôi có cái câu hỏi liên quan cho bên Innovative Hub á. Thì các anh chị có thể chia sẻ xem là theo kinh nghiệm thực tế của doanh nghiệp Singapore, khi mà chúng ta doanh nghiệp đăng ký vào cái đăng ký làm member trên sử dụng cái Alibaba đó, thì cho đến hiện nay thì những cái đạt doanh nghiệp đạt được và những cái khó khăn của doanh nghiệp, tức là những khi mà sử dụng cái nền tảng Alibaba như thế nào, thì có thể chia sẻ cái này để doanh nghiệp Việt Nam chúng ta có cái kinh nghiệm. Dạ, xin cảm ơn câu hỏi của chị Yên ạ. Như hồi nãy em cũng có chia sẻ, thì để mà tham gia vào cái nền tảng thương mại điện tử á, thì cái có những cái khó khăn nhất định cho mỗi một loại hình doanh nghiệp. Thì cái loại hình doanh nghiệp mà họ đã có kiến thức về thương mại điện tử thì cũng không quá khó khăn, nhưng mà họ lại vấp phải một số kiến thức về việc xuất khẩu, tại vì họ chưa bao giờ xuất khẩu. Ví dụ như những doanh nghiệp họ đang có cái tài khoản ở trên cái nền tảng thương mại B2C rồi ấy, thì họ đã quá quen với những cái thông tin mà bên phía chúng tôi vừa đề cập,
về tỷ lệ phản hồi, về chất lượng bài đăng. Tuy nhiên họ đang vấp phải cái vấn đề về những cái thông tin về xuất nhập khẩu. Họ chưa có giấy phép về xuất khẩu này. Họ lại chưa có cái thông tin về logistics. Thì khi mà tiếp xúc đối với những điều này á, thì cái việc mà cung cấp cho họ đầy đủ kiến thức về cái về xuất khẩu cũng như là giới thiệu cho họ một số cái đơn vị về logistics cũng như đã giải đáp hết tất cả các thắc mắc của họ. Ví dụ cụ thể điển hình là bữa giờ thì bên phía chúng tôi có tiếp xúc một khách hàng, họ làm về nước hoa cho giày. Tuy nhiên họ cũng chưa có kinh nghiệm về xuất khẩu và họ chưa có hiểu rõ hết tất cả cái giấy phép để mà có thể xuất khẩu cái dòng nước hoa này bằng cái đường hàng e đi chẳng hạn. Thì bên phía chúng tôi phải giới thiệu cho họ một bên phía một cái đơn vị về về logistics để cung cấp cho họ thứ nhất về các giấy tờ chứng từ, thậm chí cái giấy MSDS thì bên mình cũng phải hỗ trợ cho họ cái bản phẩm mẫu, rồi sau đó cung cấp cho họ một số cái thông tin về MSDS cơ bản của dòng nước hoa thì họ mới có thể đủ kiến thức và đủ tự tin để tham gia vào nền tảng thương mại điện tử. Còn đối với một số cái doanh nghiệp mà họ đã có kinh nghiệm về xuất khẩu truyền thống rồi thì vấn đề này đối với họ không có quá khó. Tuy nhiên những cái kiến thức của họ về thương mại điện tử như tôi vừa chia sẻ hồi nãy thì họ phải có thứ nhất là họ phải chuẩn bị một cái nhân sự để mà có thể tiếp nhận các kiến thức này và đồng hành với là bên phía Innovative Hub cũng như là bên phía các nhân sự của cái nền tảng thương mại điện tử. Thì thông thường sau khi đăng ký cái gian hàng rồi, các đối tác của bên phía trang thương mại điện tử, ví dụ như Innovative Hub bên chúng tôi hoặc là bên phía các sàn thương mại điện tử Alibaba chẳng hạn, thì họ sẽ có những cái khóa học xuyên suốt trong vòng một năm. Họ chia làm 10 cái section để mà cung cấp đầy đủ hết tất cả kiến thức cho các doanh nghiệp khi mà họ vừa bắt đầu lên sàn. Thì có một cái quá trình cơ bản là trong thời gian đầu, khi mà khách hàng vừa đăng ký vào cái nền tảng thương mại điện tử, đăng ký mở gian hàng, thì bên phía các đối tác, ví dụ như Innovative Hub cũng sẽ có một buổi training cơ bản về những thông tin mà tôi vừa đề cập lúc nãy. Song song đó thì bên phía công ty Innovative Hub cũng sẽ hỗ trợ các doanh nghiệp các kiến thức để mình có thể tự đăng một cái bài đăng của mình lên trên đó và tự set up account, tài khoản, hoặc là thậm chí nếu doanh nghiệp có thể sử dụng dịch vụ của bên phía Innovative Hub thì chúng tôi cũng sẽ làm những công đoạn đó và hướng dẫn cho khách hàng thu thập các thông tin về bài đăng, hình ảnh, chất lượng sản phẩm cũng như là các thông tin về sản phẩm. Sau đó là chúng tôi sẽ chia sẻ rất rõ cái quá trình lên sàn trải qua những cái giai đoạn, ví dụ tháng đầu tiên doanh nghiệp phải chuẩn bị về sản phẩm, tháng thứ hai doanh nghiệp phải đăng trên 60 sản phẩm để hiểu, để đạt được cái chuẩn cơ bản nhất của cái logic của nền tảng. Tiếp theo đến tháng thứ ba thì doanh nghiệp sẽ đăng tiếp được 200 sản phẩm để đạt được cái performance tốt. Sau đó là từ đó khách hàng sẽ tập trả lời những câu hỏi thư hỏi hàng và chúng tôi cũng sẽ hướng dẫn cho các doanh nghiệp tự tìm kiếm các RFQ, Request for Quotation. Là người ta sẽ bên phía những cái nền tảng thương mại điện tử, ngoài cái chuyện là mình đăng sản phẩm thì mình sẽ chờ doanh nghiệp vào, họ sẽ hỏi về sản phẩm của mình. Tuy nhiên có một cái trang website cũng nằm trong cái nền tảng này thì các người mua hàng họ sẽ chủ động, họ sẽ đăng những cái yêu cầu báo giá. Thì bên phía công ty Innovative Hub chẳng hạn cũng sẽ hỗ trợ cho các doanh nghiệp, mình sẽ tự tìm kiếm những cái yêu cầu báo giá đó và mình tự trả lời để khách hàng có thể hoàn toàn tự tin và mình có thể hoạt động kinh doanh trên cái nền tảng thương mại điện tử tốt hơn. Xin cảm ơn chị. Xin cảm ơn ông. Chúng ta vẫn còn thời gian cho những câu hỏi tiếp theo ạ. Ban tổ chức cũng có nhận được một câu hỏi như sau. Câu hỏi này liên quan đến việc thanh toán online. Tôi xin đọc ạ. Tại Việt Nam, việc thanh toán số được áp dụng như thế nào? Và đã có ngân hàng Việt Nam nào áp dụng việc thanh toán online với doanh nghiệp Việt Nam chưa? Theo hình thức là B2B. Nếu chưa thì tại sao? Nếu có, nếu rõ ngân hàng nào? Xin cảm ơn. Alo. Xin cảm ơn câu hỏi của anh. Tôi xin trả lời là
Thứ nhất là cái tại Việt Nam thì cái việc mà thanh toán số được 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 đang được diễn ra như thế nào, thì các anh chị cũng thấy là riêng cái thị trường mình nói cái thị trường bán lẻ trước ha, thì cái việc mà thanh toán số cũng như là thanh toán trực tuyến á, phát triển là cực kỳ mạnh mẽ luôn. Ví dụ như là những cái ví điện tử như là Momo hoặc là Zalo Pay, VNPay thì cái phần đó rất là phổ biến. Tuy nhiên là ở cái mảng mảng doanh nghiệp thì thực ra câu hỏi là các ngân hàng Việt Nam có cung cấp các dịch vụ cho doanh nghiệp thanh toán online chưa, thì câu trả lời là chắc chắn là có. Tuy nhiên nó sẽ dừng ở cái mức độ là thanh toán trong nước. Các anh chị thấy là những cái dịch vụ như là internet banking nè hoặc là mobile banking thì nó sẽ có những cái sản phẩm mà dành cho cả cá nhân và doanh nghiệp luôn. Thì như vậy thì doanh nghiệp mình có thể có những cái account và mình đăng nhập vào trong đó và mình thực hiện những cái bước như là thanh toán chuyển tiền nè, hoặc là các anh chị thấy gần đây nhất là chính phủ Việt Nam rất là thúc đẩy cái vấn đề là nộp thuế điện tử, đó là cũng là một cái hình thức online. Tuy nhiên đối với cái hình thức mà thanh toán quốc tế thì hiện nay hầu hết vẫn phải dựa vào các ngân hàng, bởi vì là nó sẽ liên quan đến vấn đề là kiểm soát ngoại hối, đồng thời là những cái độ chính xác và đầy đủ của những cái bộ chứng từ để mà đủ các cái điều kiện để các ngân hàng xử lý các cái việc chuyển tiền, là hầu hết là dựa trên cái phương thức là thanh toán quốc tế. Một cái nữa là một cái mảng chia sẻ thêm các anh chị là thực ra là nó không phải là thanh toán số mà là nó là cái ngân hàng số. Thì hiện nay hầu hết một vài cái ngân hàng cũng đang phát triển cái mảng mà ngân hàng số rất là nhiều. Ví dụ như là các anh chị thấy là hồi xưa thì mình mở tài khoản á, thì mình có thể là mình đến tại quầy và mình đưa chứng minh hoặc là photo này nọ. Tuy nhiên là hiện nay một số ngân hàng thì có thể là mở tài khoản hoặc là giao dịch rút tiền chuyển tiền qua những cái booth giao dịch là 24/7 luôn. Có nghĩa là trong vòng một vài phút thì mình đứng và cái hệ thống nó sẽ tự động chụp hình, đồng thời là mình sẽ có luôn cái tài khoản và mình có thể giao dịch ngay tại đó luôn. Thì cái đó cũng là một cái mảng nhỏ trong cái việc mà thanh toán online cũng như là cái giao dịch số trong cái xu hướng hiện nay. Dạ, xin cảm ơn ạ. Vâng, xin cảm ơn buổi trả lời của bạn. Xin mời các anh chị tại khán phòng cũng như là các anh chị đang theo dõi trên nền tảng Zoom đặt câu hỏi thêm cho các diễn giả. Mời bộ kỹ thuật kiểm tra. Tôi có nhận được một câu hỏi như sau. Tôi sẽ đọc xin phép bảo vật. Doanh nghiệp của tôi thiếu nhân sự để quản lý gian hàng, thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị gì? Biết là diễn giả nào có thể trả lời câu hỏi này. Anh lặp lại câu hỏi được không ạ? Doanh nghiệp của tôi thiếu nhân sự để quản lý gian hàng, thì doanh nghiệp cần phải chuẩn bị gì? À, chứ tôi nghĩ là câu hỏi này đặt cho bên phía cái nền tảng thương mại điện tử đúng không ạ? Như hồi nãy chị bên phía chị Truy có chia sẻ đấy, thì cái việc thiếu nhân sự nó đến từ bên phía bản thân của doanh nghiệp. Thứ nhất, doanh nghiệp đó là doanh nghiệp có một chỉ có một người vừa kinh doanh, vừa làm chủ, vừa chốt đơn hàng, vừa phải chăm sóc khách hàng, ví dụ như vậy, như khách hàng Avanes hồi nãy. Thì bên phía những cái nền tảng thương mại điện tử hoặc là bản thân các đối tác cũng sẽ có những cái hỗ trợ. Thứ nhất, đến từ cái phía doanh nghiệp, nếu mà doanh nghiệp có đủ chi phí thì doanh nghiệp có thể hoàn toàn thuê cái sử dụng cái dịch vụ quản lý gian hàng của bên phía các đối tác, ví dụ như bên phía công ty Innovation Hub chẳng hạn. Còn nếu không thì doanh nghiệp sẽ cử đơn vị đại diện đến, hoặc là bản thân của người chủ doanh nghiệp đến bên phía các đối tác của cái nền tảng thương mại điện tử, thì họ sẽ được hướng dẫn. Như cái khóa học và tôi vừa đề nghị lúc hồi nãy á, thì sẽ có 10 cái khóa học trong xuyên suốt 1 năm để các doanh nghiệp hoặc là bản thân cái người chủ doanh nghiệp đó có đầy đủ kiến thức để có thể vận hành được cái nền tảng này, hoặc như tôi đề cập lúc nãy là nếu doanh nghiệp có chi phí thì nó có thể sử dụng cái dịch vụ của quản lý gian hàng bên phía các công ty đối tác để có thể có được một cái kết quả kinh doanh trên nền tảng thương mại điện tử tốt hơn.
doanh nghiệp có thể sử dụng trong vòng 3 tháng chẳng hạn, sau đó thì bên phía các đối tác sẽ bàn giao lại nếu doanh nghiệp đang có nhân sự, hoặc là sẽ bàn giao lại từ trực tiếp tới cái người chủ doanh nghiệp luôn, để người chủ doanh nghiệp có thể vận hành lại tiếp cái tài khoản của mình một cách tốt đẹp nhất. Dạ, xin cảm ơn. Nếu các anh chị không có câu hỏi nào thêm thì tôi xin phép được tuyên bố hội thảo tập huấn về nâng cao xúc tiến thương mại trong nền tảng số ngày hôm nay xin kết thúc chương trình. Và nếu các anh chị đang theo dõi trực tuyến cũng như là trực tiếp có bất kỳ câu hỏi nào liên quan đến đề tài ngày hôm nay, có thể gửi trực tiếp về email cho ban tổ chức. Ban tổ chức sẽ gửi đến các diễn giả ngày hôm nay và phản hồi lại các anh chị ạ. Và xin chúc các anh chị một ngày vui vẻ ạ. Xin cảm ơn.